và tiến hành tiếp những cái bài nghe tiếp theo. Rồi ở cái phần part 4 này á, thì nó sẽ khác với lại part 1, nó sẽ khác với lại bên part 2. Ở part 2 của các bạn nó cũng là thuộc dạng về chọn đáp án chính xác của A, B và C. Nhưng mà mỗi câu nó sẽ là một cái đoạn hội thoại riêng biệt. Nhưng đối với lại part 4 thì cũng là chọn A, B, C. Như các bạn nhìn thấy đề cũng là chọn A, B, C. Nhưng mỗi câu thì nó lại là một cái bài từ câu 20 cho tới câu 25 luôn. Nó là một cái bài dài từ câu 20 cho tới 25 luôn, chứ nó không có giống với lại part 2 ha. Nó sẽ khác như vậy. Rồi, để làm được cái bài part 4 này á, rồi để làm được cái bài part 4 này thì các bạn sẽ thứ nhất là các bạn sẽ đọc kỹ yêu cầu của đề bài giúp cô và gạch chân ở dưới những cái keywords ha. Mình sẽ gạch chân ở dưới những cái keywords xem thử là trong cái bài này người ta yêu cầu mình làm gì. Sau khi mà các bạn đọc kỹ được cái yêu cầu của đề bài rồi và các bạn hiểu được là cái nội dung của cái đoạn đối thoại này là gì rồi, nội dung của cái bài nghe này là gì rồi, thì lúc đó các bạn sẽ đọc kỹ hết tất cả 5 câu hỏi từ câu 20 cho tới câu 25 và đồng thời gạch chân ở dưới những cái keywords giúp cô. Khi mà các bạn gạch chân ở dưới keyword của những câu hỏi thì bắt buộc các bạn cũng sẽ phải gạch chân ở dưới keyword của câu trả lời nữa. Vậy keywords thì nó sẽ thường là gì? Keywords thì nó sẽ thường là gì thì không biết các bạn có nhớ hay không? Các bạn nào biết không? Keywords thì nó sẽ thường là gì á các bạn? Để áp dụng được cho tất cả các kỹ năng luôn, bao gồm các listening và reading nè chẳng hạn, hoặc là những cái bài tập nào mà nó liên quan tới keywords thì các bạn có thể áp dụng vô ha, để mà mình chọn. Rồi, keywords của mỗi bài tập thì nó có thể là, thứ nhất là danh từ riêng. Nó có thể là một danh từ riêng nè, cô ghi tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu luôn ha. Một danh từ riêng hoặc là một tên riêng. Nó có thể là một danh từ riêng hoặc là một tên riêng. Ngoài ra, nó còn có thể là những cái danh từ mà nó liên quan đến chủ đề bài nói. Ví dụ như trong cái bài nghe đó, các bạn xác định được nội dung của bài nói, nó nói về sport chẳng hạn, về thể thao chẳng hạn, thì tất cả những cái danh từ nào liên quan đến sport, nó đều là keywords để cho các bạn chú ý khi mà mình nghe. Rồi tiếp theo, nó còn có thể là tính từ hoặc là trạng từ. Và những cái trạng từ thì các bạn đặc biệt lưu ý giúp cô ha, là những cái trạng từ mà chỉ về gọi là mức độ. Như sao? Những cái trạng từ chỉ vì mức độ như là từ never chẳng hạn nè, không bao giờ hết, much là nhiều, a lot cũng là nhiều nè, rồi hardly nghĩa là hầu như không, thì những cái trạng từ mà chỉ về mức độ là always, never, much chẳng hạn, thì những cái trạng từ chỉ mức độ nó sẽ rơi vào thì simple present đó các bạn, như là always này, never, much, a lot, hardly, hoặc là
hoặc là những cái trạng từ như là absolutely chẳng hạn. Absolutely nghĩa là một cách chắc chắn. Utterly cũng là chắc chắn nè. Entirely chẳng hạn. Và definitely. Đây là những cái từ chỉ về chắc chắn các bạn nha. Definitely nè. Và perfectly nè. Những cái trạng từ, những cái trạng từ như vậy thì bắt buộc các bạn phải chú ý giúp cô. Đó thường sẽ là những cái keywords đó. Rồi, để những loại từ nào thì nó còn là keywords nữa. Nó còn có thể là những cái con số. Nó còn có thể là con số, ví dụ như là nói về thời gian, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ chẳng hạn, hoặc là số thứ tự, như là thứ nhất, thứ hai. Và cái cuối cùng, cái này cũng rất là quan trọng trong cái phần keywords của các bạn, đó chính là động từ. Vậy động từ thì các bạn sẽ chú ý tới cái gì? Thứ nhất là các bạn phải chú ý tới thì giúp cô, xem thử nó sẽ ở thì nào, hiện tại, quá khứ, hay là quá khứ hoàn thành, hay quá khứ tiếp diễn, hay là tương lai. Và đặc biệt là các bạn phải chú ý giúp cô những cái động từ nào mà nó có phủ định ở trong đó, như là từ not, hoặc là những cái từ phủ định như là never chẳng hạn, thì các bạn phải chú ý giúp cô những cái phủ định như vậy ha. Thì đây là những cái từ mà mình sẽ cho nó chính là thì keywords, thì nó sẽ áp dụng được hết với những cái reading chẳng hạn, hoặc là những cái bài tập mà các bạn cần phải có keywords chẳng hạn, thì nó sẽ áp dụng được hết. Rồi các bạn ghi xong chưa? Rồi các bạn ghi xong chưa các bạn ơi? Cô qua được chưa? Ok. Mình quay lại cái bài nghe hồi nãy. Mình sẽ quay lại cái bài nghe hồi nãy ở cái phần part 4 các bạn ha. Như vậy, đầu tiên các bạn sẽ đọc kỹ xem thử là cái nội dung của cái bài hội thoại này là gì. Vậy mình sẽ có thứ nhất đó là từ đây. Mình sẽ có những cái từ keyword trong cái nội dung của nó. Đầu tiên, đây chính là từ interview. Đầu tiên sẽ là từ interview nè. Đầu tiên mình sẽ có từ
Interview là một ha, nó là keyword đầu tiên cho các bạn. Thì các bạn sẽ biết được đây là một cái cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn ai? Tiếp theo sẽ là woman nè. Rồi, tiếp theo. Cô cho nó to lên một xíu. Rồi, woman xong, mình sẽ có là Vicky Brings. Như vậy mình sẽ biết được là đây là cuộc phỏng vấn. Keyword tiếp theo nữa là gì? Đó chính là now, hiện tại bây giờ. Work, đó, động từ đó, works. Rồi và cuối cùng là swimming coach. Swimming coach. Thì cái swimming coach này nó có nghĩa là huấn luyện viên nha các bạn. Nó sẽ có nghĩa là huấn luyện viên. Đó là những cái keyword của mình. Để biết được là các bạn có tìm đúng keywords hay không thì các bạn chỉ việc xem lại, đọc lại những cái keyword đó. Nếu các bạn hiểu được cái nội dung của cái dựa trên những cái keyword mình mới tìm thì các bạn sẽ đã tìm đúng. Còn nếu các bạn vẫn chưa hiểu được cái nội dung dựa trên những cái keyword đó thì có nghĩa là các bạn đã tìm sai hoặc tìm thiếu. Vậy mình sẽ có là đây là interview, một cuộc phỏng vấn của một người phụ nữ gọi là Vicky Prince. Và Vicky Prince này chính là một cái vận động viên bơi lội vô địch ha. Và nhưng bây giờ thì cô ấy lại làm việc như là huấn luyện viên bơi lội. Đó là nội dung của cái bài nghe ngày hôm nay. Rồi tương tự như vậy, các bạn sẽ tìm giúp cô xem thử là trong câu 20. Trong câu 20 này thì mình sẽ có keyword là gì đây? Câu 20 mình có keyword là gì đây các bạn? Các bạn type giúp cô nhé. Các bạn cứ type đi, cô vẫn đọc được nhé. Mình có keyword là gì đây các bạn? Alo, các bạn có nghe con nói rõ không? Dạ rõ cô. Ok. Thank you. Rồi, mình có keyword là first nè. Nhưng mà ai first? Phải là ai first trước, cho nên trước khi first thì mình sẽ có là Vicky ha. Đây, cô ghi ở dưới này nha. Vicky trước nè. Rồi đến went. Dạ đúng rồi, Vicky. Rồi đến first nè. Đúng rồi, lần đầu tiên. Đó là nói về cái số thứ tự. Cho nên số thứ tự nó cũng rất là quan trọng, thấy không? Rồi đến động từ went. Dạ. Rồi tiếp theo là competition. Rồi competition và cuối cùng là từ because. Đó, thì bây giờ mình đã biết được keyword của nó của câu hỏi rồi. Câu hỏi người ta yêu cầu các bạn làm gì? Vicky first went là Vicky đến với lại cái cuộc thi đầu tiên bởi vì sao? Lý do bởi vì sao? Mình sẽ tìm cái lý do mà tại sao cô ấy đã tham gia cái cuộc thi, lần đầu tiên cô ấy tham gia cuộc thi là lý do gì. Và sau khi mà các bạn tìm được keyword của câu hỏi rồi thì bắt đầu các bạn lại tiếp tục tìm keyword của ba câu A, B và C. Thì keyword của ba câu A, B và C nó cũng rất là quan trọng để khi mà các bạn nghe, các bạn chỉ tập trung vào mỗi keyword mà thôi. Rồi vậy thì câu A mình sẽ có keyword là gì đây các bạn? Các bạn có thể type hoặc là có thể nói cũng được ha. Type hoặc là nói đều được. Bởi vì đây là câu ví dụ đầu tiên cho nên cô sẽ đi chậm một xíu. Ở câu A mình sẽ có keyword là gì đây? Hay là cô gọi tên nhỉ?
Các bạn cứ nói đi, không sao hết. Sai thì cô sửa mà đúng thì càng tốt. Swimming club. Yeah. Trước cái swimming club đó các bạn sẽ phải có đúng rồi từ Tron, đúng rồi, mình sẽ có keyword là Tron là một nè, rồi tới swimming club là hai, đó là câu A. Rồi câu B mình có keyword là gì đây các bạn? Câu B. Parents, đúng rồi, parents, yes, very good, parents là một, rồi đến kin, yeah, kin nó là động từ, đúng rồi, thì các bạn kin này mình sẽ đi kèm với lại kin on luôn ha, kiên nhẫn, kin on, kiên nhẫn. Rồi, và cuối cùng là screaming, yes, parents là một nha, kin on là hai và screaming là ba. Kin on là kiên nhẫn nha các bạn nha. Ở đây nếu mà đứng một mình đó, thì nó sẽ có nghĩa là kiên nhẫn, nhưng mà nếu mà dịch ở trong ngữ cảnh của câu thì nó có nghĩa là giống như là kiên trì. Các bạn kiên trì với lại cái swimming là bởi vì giống như là cái khi mà các bạn thích một cái việc gì đó rồi thì các bạn cố gắng kiên trì hoặc là với lại cái việc đó để cho nó tốt hơn chẳng hạn, thì cái kiên on đó nó có nghĩa là vậy. Rồi câu C, mình có keywords của câu C là gì đây các bạn? Đúng rồi, her screaming là một, teacher là hai và encourage là ba, đúng rồi. Very good. Nhưng mà encourage ở đây thì nó sẽ có nghĩa là gì? Khuyến khích, stimulate, khuyến khích ha. Rồi, sau khi mà đã tìm được keyword của câu hỏi và keyword của câu trả lời rồi thì lúc đó các bạn mới bắt đầu nghe. Và khi mà mình nghe thì mình chỉ tập trung vào keywords mà thôi. Và các bạn cũng lưu ý giúp cô là cả ba cái đáp án này nó đều có trong bài nghe của các bạn. Nhưng quan trọng là người ta chọn đáp án nào, là người ta nói về cái nào, là người ta thích cái nào đầu tiên. Nó giống y chang như cái phần part 1 của các bạn đó ha. Nếu như mà một câu A mình đang nói về một câu it was nice hoặc là A is very good chẳng hạn, xong nó có từ but thì các bạn sẽ biết được là à, cái đáp án đó nó là không chọn ha. Và tương tự như vậy các bạn làm giúp cô ở những câu tiếp theo, từ câu 21 cho tới câu 25. Tìm và gạch chân ở dưới những keywords ha. Rồi câu 21 thì mình sẽ có gì đây? Cô gọi tên nha các bạn. Ok, teenager Vicky. Teenager một, đúng rồi, Vicky training là hai và cuối cùng là verb ở đây mình sẽ có là từ involved. Verb ở đây là các bạn sẽ có từ involved ha. Thì involved này nó sẽ có nghĩa là đòi hỏi hoặc là yêu cầu gì đó. Ở cái lứa tuổi teen thì cái việc huấn luyện của Vicky yêu cầu cái gì? Đó, thì các bạn gạch chân, nhớ gạch chân ở dưới ba cái đáp án vậy các bạn nha. Rồi qua câu 22 mình sẽ có keyword là gì đây các bạn? Câu 22 mình có keyword là gì đây? Yes, Vicky nè, Fire Heart, đúng rồi, Training Program, đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất, câu 22 đây là một câu hỏi, vì vậy cái quan trọng nhất đúng rồi là phải có từ what, very good. Mình sẽ phải có là thứ nhất là what, thứ hai là Vicky, thứ ba là Fire Heart và cuối cùng là Training Program. Nghĩa là Vicky sẽ thấy khó khăn ở cái chương trình huấn luyện của cô ấy là bởi cái gì? Sẽ cảm thấy cái nào khó khăn nhất với cái chương trình huấn luyện của cô ấy. Rồi có A, B và C thì các bạn nhớ gạch chân ở dưới keywords ha.
A, B và C. Rồi, câu 23 nào các bạn. Keywords của câu 23 là gì đây? How Vicky what? Đúng rồi, đầu tiên phải là what nè, xong rồi mới đến how nè, rồi đến Vicky nè, và cuối cùng là national final. Đúng rồi. Rồi, nhưng mà help cái gì? Giúp đỡ mà giúp đỡ cái gì đây? Cái gì giúp đỡ Vicky? Mình phải có thêm là từ do well, làm tốt các bạn nhé. Do well. Cái gì giúp đỡ Vicky làm tốt ở cái trận chung kết quốc gia? Thì mình sẽ có thứ nhất là cô ấy thắng cái trận, hoặc là cô ấy thắng lợi cái trận chung kết quốc gia là bởi vì đầu tiên ai là expected to win. Expected ở đây có nghĩa là mong đợi. Cô ấy không mong đợi, ở đây mình có từ not phủ định, cho nên các bạn nhớ chú ý ở cái phủ định not ha. Not expected to win, không mong đợi là sẽ chiến thắng. Câu B là trained harder than usual, là huấn luyện chăm chỉ hơn, cực lực hơn bình thường. Câu C, wanted take và cúp home, có nghĩa là cô ấy muốn lấy chiếc cúp để về nhà. Vậy trong ba cái đó lát nữa các bạn sẽ nghe xem thử là lý do nào mà giúp cô ấy làm tốt hoặc là chiến thắng ở cái trận chung kết quốc gia như vậy. Rồi câu 24 nào các bạn. Câu 24 mình có keyword là gì đây? Swimming coach, yes. Vicky thinks, yes. And best at teaching, okay, very good. Swimming coach thì mình sẽ có cái đầu tiên. À, nếu như ở là một cái huấn luyện viên bơi lội thì Vicky nghĩ là cô ấy sẽ giỏi về việc dạy mọi người ở cái gì. Thì best at đó nó sẽ đồng nghĩa với lại từ good at. Good at các bạn ha. Nghĩa là giỏi về một cái gì đó, giỏi về giỏi về mình dạy nè, giỏi về nó, giỏi về chạy chẳng hạn, giỏi về một cái môn học hoặc một cái kỹ năng nào đó, thì các bạn sẽ sử dụng cô là good at hoặc là best at, giỏi nhất đó ha, best at. Deal, câu A mình có deal và failure. Deal này có nghĩa là việc thỏa thuận. Thỏa thuận. Failure thì nó sẽ có nghĩa là thất bại hoặc là người thất bại. Nó sẽ có hai nghĩa dành cho các bạn ha. Người thất bại hoặc là thất bại. Điều đó có nghĩa to deal with failure, có nghĩa là người ta sẽ thỏa thuận hoặc là liên kết hoặc là đối với lại cái người thất bại, hoặc là khuyên nhủ cái người thất bại chẳng hạn, hoặc là đồng tình hoặc là sống chung với lại cái việc thất bại đó. Chung là mình deal with failure. Rồi câu B, improve technique. Improve có nghĩa là cải tiến, cải thiện cái kỹ năng, kỹ thuật ha, kỹ năng bơi lội hoặc cái kỹ thuật bơi lội. Và cái thứ ba là get swimming qualification, có nghĩa là nhận được cái chứng nhận bơi lội, hoặc là nhận được cái những cái bằng cấp bơi, dành cho cái việc bơi lội đó. Vậy thì các bạn sẽ nghe và xem thử là Vicky nghĩ cô ấy giỏi dạy, giỏi nhất trong cái việc dạy cái gì đối với cái lại mọi người. Đó là dạy cho mọi người cách chấp nhận với lại sự thất bại nè. Rồi, hoặc là hay là dạy cho mọi người cái việc cải thiện cái kỹ thuật nè. Hoặc là dạy cho mọi người để lấy được cái bằng để bơi nè. Rồi, câu 25 nào các bạn. Đúng rồi, đầu tiên là why, yes, very good, why nè.
Yes, very good. Why? Wiki nè, đúng rồi. Rồi, static. Yep. Long distance, very good. Long distance nè. Và swimming, yes, that's right. Thì ở đây đó là những cái keyword của mình. Lý ạ. Tại sao? Tại sao Vicky lại bắt đầu với cái việc gọi là bơi đường dài? Bơi đường dài. Thì bạn nào mà thích bơi lội thì các bạn sẽ biết được là trong bơi mình sẽ có hai cái. Thứ nhất là bơi đường dài và bơi khoảng cách dài và bơi khoảng cách ngắn. Bơi đường dài và bơi đường ngắn. Thì khi mà mình qua cái đường dài thì nó gần như là chuyên nghiệp rồi đó các bạn hớ. Rồi, như vậy câu A. Mình sẽ có keyword là did it nè ha. Get fit. Get fit ở đây nó đồng nghĩa với giống như là các bạn đi tập gym hoặc là đi tập thể dục chẳng hạn đó, các bạn tập gym hoặc là tập thể dục á, get fit. Cô ấy cần phải tập thể dục lại nè. Cái B, she thought it could be fun bởi cô ấy nghĩ là nó rất là vui. Là cái C, she wanted to do some traveling là bởi cô ấy bơi quyết định bơi đường dài lại là bởi vì cô ấy muốn đi du lịch, muốn du lịch một vài nơi, muốn tham quan một vài nơi. Rồi đó là năm câu về part 4. Bây giờ các bạn sẽ nghe về part 4 hả? Và mỗi cái phần nghe thì các bạn sẽ được nghe hai lần. Vậy ở lần thứ nhất thì cô sẽ mở hết cho các bạn nghe từ câu 20 cho tới câu 25. Rồi qua phần thứ hai thì cô sẽ ngắt từng câu các bạn ha. Nghe lần thứ hai thì cô sẽ ngắt từng câu cho các bạn nghe xong và chọn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu 20 nha các bạn. Lần thứ nhất các bạn nghe thì các bạn sẽ chọn giúp cô đáp án. Sau đó đến lần thứ hai các bạn nghe thì các bạn sẽ ghi ra cái được những cái key words mà các bạn nghe được để mà mình chọn cái đáp án đó hoặc là những cái keywords cho những cái đáp án còn lại mà mình không chọn. Now look at part four. For each question, choose the correct answer. Look at questions 20 to 25 now. Rồi các bạn có nghe được cái file dạng rõ không các bạn? Dạ rõ cô. Ok. Rồi mình sẽ nghe tiếp tục các bạn ha. Bây giờ là người ta vẫn còn đang đọc đề bài thôi nha các bạn nha. You have 45 seconds. Olympian swimmer who now works as a swimming coach. I'm talking to champion swimmer Vicky Prince, who started competitive swimming as a teenager. Why swimming, Vicky? Well, though my parents are interested in sport, they aren't great swimmers themselves, and we didn't go swimming that often. I learnt at school like everyone else and just seemed to be good at it. So my teacher persuaded me to go in for competitions. I mean, I did join a swimming club later, but that wasn't where it all started. Did you have to do lots of training? I did. I used to get up at 5 to go to the pool, which was a 35-minute drive from our house, where I'd swim till 8. I'd have breakfast in the car while Mum was driving me to school. After classes, I did exercises in the school gym to build my strength before lunch. Then later on, it was back to the pool for another 3 hours. So it was a hard training program. Yes. It meant I couldn't go to things like parties because I had to get up so early. But I got used to that. Much harder was losing two of the friends I'd known since I was very young because I couldn't go out much. That was tough. I also missed school trips to France, though I did get to go there later, so it didn't matter in the end. But you won a national competition.
Yes, I was in the team that took first prize in the national finals. I always swam for enjoyment, so I was surprised to find myself holding up a cup. I hadn't swum that well in the semi-finals, so I guess the crowd were more interested in the other swimmers in my race. So that made it easier to do well. Of course, I'd trained hard too, but I always did. And now you're a coach, teaching other people. Yes, I've just done a qualification to be a coach, but passing on my own experience is how I can really help them. And because I've both won and lost in competitions and recovered from that, it's something I can share with people. Winning isn't just about technique. And you've taken up long distance swimming? Yes, just as a hobby. I mean, I do want to maintain my fitness levels, but that wasn't the main reason for choosing it. And long distance swimming in the sea isn't all fun. It can be hard work, but you do get to see some wonderful places. And that's what attracted me to it. Rồi. Các bạn thấy là khi mà mình nghe á, sẽ có những cái từ mà các bạn nghe không ra, nhưng mà khi mà các bạn gạch chân ở dưới những cái keywords á, là mình sẽ chú ý vào những cái keywords đó, là lúc đó là các bạn sẽ biết được là người ta đang nói tới cái phần nào rồi, đúng không? Rồi mình nghe lại ở phần câu số 20 các bạn nhé. Sau rồi cô sẽ hỏi đáp án luôn nha. Now listen again. I'm talking to champion swimmer Vicky Prince, who started competitive swimming as a teenager. Why swimming, Vicky? Well, though my parents are interested in sport, they aren't great swimmers themselves, and we didn't go swimming that often. I learnt at school like everyone else and just seemed to be good at it. So my teacher persuaded me to go in for competitions. I mean, I did join a swimming club later, but that wasn't where it all started. Rồi đó là câu 20. Các bạn có thể type được cho cô là các bạn chọn đáp án nào và các bạn ghi nghe được cái từ nào hay không? B, C. Cây mình nghe được cái gì không các bạn? Mình nghe được từ nào để mà mình chọn những cái đáp án đó? Ok, rồi các bạn có thể ghi giúp cô ví dụ như là câu 20C chẳng hạn. 20C hoặc là 20B hoặc 20A. Cho cái câu của mình ha, 20B. Teacher encourage. Yes. Very good. Nhưng mà có đúng là teacher encourage hay không? 20B, 20C. Như vậy là các bạn nghe B và C là chủ yếu đúng không? Vậy không biết. Ok. Các bạn nghe B và C là chủ yếu đúng không? Nhưng mà trong câu này các bạn chỉ cần nghe được đúng một cái câu này thôi là các bạn sẽ chọn được rồi. Giờ mình sẽ chọn nghe trước cái phần câu B của các bạn ha. Câu B là her parents were keen on swimming. Vậy thì nghe được chỗ nào để mà mình nói về keen on swimming? Why swimming, Vicky? Well, though my parents are interested in sport, they aren't great swimmers themselves. Đây. Parents, ha? Các bạn sẽ thấy được là khi mà có từ parents, nhưng mà interested, đúng không? Các bạn nghe được cái từ interested in. Interested in swimming, but aren't great. They aren't great swimmer. Aren't great swimmer from themselves. Rồi, gì nữa nè? And we didn't go swimming that often. Đấy. Didn't. I learnt at school like everyone else. Sorry. Tiếp. Và tiếp theo là didn't. Didn't go swimming often. Đó. Ok, đó là về phần B, aren't. Đây.
aren't ray. Cho nên khi mà các bạn thấy cái aren't ray swimmer ở đây và didn't go swimming often, như vậy là mình sẽ không chọn được câu B nha các bạn nha. Đối với lại cái thông tin này thì các bạn sẽ không chọn được câu B. Rồi bây giờ mình sẽ nghe xem còn đối với lại câu C thì các bạn sẽ nghe được cái gì. I'm talking to champion swimmer. Parents are interested in sport. They aren't great swimmers themselves. And we didn't go swimming that often. Đó, các bạn nghe được cái phần đó chưa? Rồi tiếp theo hả? I learnt at school like everyone else and just seemed to be good at it. So my teacher persuaded me to go in for competitions. Đó, đối với câu này thì các bạn nghe được từ nào? Đối với cái câu mà cô vừa mở các bạn á, thì các bạn nghe được từ nào? Competition, yes. Và trước cái competition đó thì mình còn có được từ là teacher. Đúng rồi, very good. Đó, như vậy là mình sẽ biết được là người ta đang nói về câu C. Teacher nè ha. Rồi đến competition. Vậy bây giờ quan trọng nhất là cái câu ở giữa. Xem thử là người ta nói cái gì, có phải là khuyến khích hay không? Nó đang mang tính phủ định hay là mang tính khẳng định thì bắt buộc các bạn phải nghe được cái câu ở, cái từ ở giữa này. And we didn't go swimming that often. I learnt at school like everyone else and just seemed to be good at it. So my teacher persuaded me to go in for competitions. Đó. Mình sẽ nghe được cái từ ở giữa đó chính là persuade. Persuade, not that. Teacher, persuade. Persuaded me to go in for competition. Persuade này nó cũng sẽ đồng nghĩa với lại cái từ encourage này luôn. Thì encourage này có nghĩa là khuyến khích, còn persuade này thì nó sẽ có nghĩa là thuyết phục, khuyến khích. Teacher đã cố gắng thuyết phục cô Vicky này tham gia cái cuộc thi competition này. Nó cũng sẽ giống với lại cái nghĩa là encourage her. Her swimming teacher encouraged her. Vì vậy, ở câu 20, các bạn sẽ chọn cho cô câu C. Ở câu 20, các bạn sẽ chọn cho cô là câu C ha. Vậy, như vậy mình sẽ có được có hai lần để mà các bạn nghe. Thì để mà nghe được tốt á, thì lần thứ nhất á, các bạn đừng có ngồi nghe không. Các bạn đừng bao giờ ngồi nghe không hoặc là ngồi cầm bút chấm, chống cái bút lên hoặc là ngồi chống cầm để mà nghe không cả, mà tay của các bạn lúc nào cũng phải cầm cây bút và ở dưới của mình lúc nào cũng phải có một tờ giấy nháp. Và các bạn nghe được từ nào thì các bạn ghi từ đó liền, mà không phải là mình ghi hẳn cái từ đó đâu các bạn, mà mình sẽ ghi tắt. Cô lấy ví dụ như là cái từ teacher chẳng hạn, đúng không? Từ teacher đi thì các bạn không cần phải ghi hẳn ra là teacher, các bạn có thể mình ghi là teach. Đó, chẳng hạn, ghi kiểu như thế nào, ghi tắt như thế nào để cho các bạn hiểu được cái từ đó là gì. Đó là nghe lần thứ nhất. Xong nghe lần thứ hai sẽ có những cái từ mà các bạn không nghe kịp, thì lúc đó các bạn sẽ nghe kỹ lại ở cái phần đó. Và tới cuối cùng là các bạn sẽ đưa ra cái sự lựa chọn cho các bạn đáp án A, B hay là C. Chứ mà các bạn ngồi nghe mà các bạn cứ ngồi mà chống cầm hoặc là bút để không là không bao giờ các bạn nghe được. Vì vậy các bạn nhớ lưu ý giống như hồi nãy, câu C chẳng hạn, mình nghe được cái câu teacher và competition. Như vậy, teacher và competition này nó sẽ giống với lại câu C, mà quan trọng là mình sẽ nghe được cái từ này. Thì lúc đó các bạn sẽ nghe được từ lần thứ hai để mà mình biết được là mình sẽ chọn cái gì. Đó là cái cách mà các bạn sẽ nghe. Không bao giờ ngồi không hết nha các bạn nha. Và cố gắng viết theo kiểu dạng tốc ký đó các bạn. Mình viết càng tắt thì càng tốt, để mà mình không bị lỡ mất xem thử là cái đoạn đó người ta nói đến đâu rồi. Rồi tương tự như vậy mình sẽ qua câu số 21. Vậy câu 21 này mình nghe lần thứ hai nha các bạn. I mean I did join a swimming club later, but that wasn't where it all started. Did you have to do lots of training? I did. I used to get up at 5 to go to the pool, which was a 35 minute drive from our house where I'd swim till 8. I'd have breakfast in the car while mum was driving me to school.
After classes, I did exercises in the school gym to build my strength before lunch. Then later on, it was back to the pool for another 3 hours. Đó, sau là câu 21. Và câu 21 các bạn chọn gì? Và các bạn nghe được từ nào? Yes, 21C. Còn những bạn khác thì sao? Các bạn nào nghe được cái gì không? 21. 21. Train, later, lunch, okay. B. Hàm mục B. Rồi, đa số các bạn sẽ đều là C và B đúng không? During. CB during, okay. 1 hour a day. Uh-huh. Okay. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn cái câu C của các bạn trước ha. Mình chọn, các bạn chọn câu C trước. Bây giờ mình sẽ nhìn qua cái câu C trước với cô. À, các bạn còn chọn câu B nữa. Vậy thì mình sẽ nhìn, thì cái nội dung của câu B nó sẽ trước câu C. Vậy các mình sẽ nghe lại và xem thử. From our house. Câu B là người ta nói các bạn là going without meals during a day, nghĩa là đi ra ngoài nhưng mà không được ăn bữa gì cả. Đi ra ngoài mà mình không được ăn bữa gì cả. Competitions. I mean, I did join a swimming club later, but that wasn't where it all started. Rồi, did you have to do lots of training? I did. I used to get up at 5 to go to the pool, which was a 35-minute drive from our house, where I'd swim till 8. I'd have breakfast in the car. Đó, người ta bảo là gì đấy? I have gì? I have gì? Các bạn có nghe được không? I have. Không nghe được câu đó hả các bạn? I have breakfast. Yes, đúng rồi. Mình có thể đoán được như vậy ha. Nhưng mà thật ra câu của nó là câu ở câu B á. Ở câu B thì nó sẽ là I have a breakfast. I have a breakfast in the car. Have breakfast in the car. Nhưng câu B người ta lại gọi là going without. Quan trọng là cái từ without, nghĩa là không có một bữa ăn nào, mà người ta đã bảo là bữa ăn sáng ở trong xe. Đúng rồi, cho nên là mình sẽ không chọn câu B các bạn ha. Rồi qua bên câu C nào. Rồi có một bạn chọn câu A, lát nữa mình sẽ xem thử là câu A có đúng hay không. Cho nên là các bạn sẽ không chọn câu B nha. Rồi cô bỏ này đi, không thôi các bạn lại nhầm. Rồi qua câu C, người ta kêu là đi đến hồ bơi một lần một ngày. Một lần một ngày. Vậy mình xem thử. To be good at it. So my teacher persuaded me to go in for competitions. I mean, that wasn't where it all started. Did you have to do lots of training? I did. I used to get up at 5 to go to the pool. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nghe được cái gì các bạn? Trước cái go to the pool đó, thì mình sẽ có là get up at 5. Get up at 5 to go to pool. To go to pool. Huh? Get up at 5 to go to pool. Rồi, tiếp. Which was a 35. Đó là lần đầu tiên. Minute drive from our house, where I'd swim till 8. I'd have breakfast in the car while mum was driving me to school. After classes, I did exercises in the school gym to build my... Đó. After classes, gì? I did exercise in the school gym. My strength before lunch.
Then later. Đó, before lunch đó các bạn. To build up my strength before lunch. Có nghĩa là trước một bữa ăn trưa. Trước bữa ăn trưa thì đi tập cái tập thể dục ở trong phòng gym. Như vậy mình vừa có cái breakfast in car nè, mà mình còn có cả before lunch nữa, mình còn có cả lunch nữa các bạn. So on, it was back to the pool for another 3 hours. Đó, rồi sau đó thì mình làm gì? Back to the pool. Như vậy là các bạn sẽ tới cái hồ bơi đó bao nhiêu lần? Qua những cái thông tin mà mình vừa nghe được thì các bạn sẽ tới hồ bơi đó bao nhiêu lần? 2 lần. Yes, that's right. Các bạn sẽ tới 2 lần, đúng rồi. Thứ nhất là vào lúc 5 giờ ha. Xong rồi mình ăn sáng ở trong xe rồi tới. Rồi lúc đó là mình tập thể dục nè. Và tiếp theo sau khi mà trước bữa ăn trưa thì mình tập thể dục, xong rồi đó ăn trưa và cuối cùng là mình quay lại cái hồ bơi. Như vậy ở câu C là các bạn sẽ không chọn, bởi vì ở đây người ta chọn là once a day, một lần một ngày. Nhưng mà khi mà các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy được là mình tới hồ bơi tới 2 lần lận. Rồi câu B là người ta nói là without meals, là không có ăn trong suốt một ngày đó, mình không ăn bữa nào hết. Như vậy là sai, bởi vì mình đã nghe được có breakfast và lunch rồi ha. Cho nên là các bạn sẽ chọn giúp cô là câu gì? Câu A. Được chưa? Đó là câu 21. Rồi qua câu 22 nào các bạn. What did Vicky find hard? Thì Vicky, trong cái chương trình huấn luyện của cô ấy thì cái gì mà làm cho cô ấy cảm thấy là khó khăn nhất? So it was a hard training program. Yes. It meant I couldn't go to things like parties because I had to get up so early. But I got used to that. Much harder was losing 2 of the friends I'd known since I was very young because I couldn't go out much. That was tough. I also missed school trips to France. Though I did get to go there later, so it didn't matter in the end. But you won a national competition. Yes, I was in the team that took. Đó. Rồi như vậy là câu 22 các bạn chọn gì? Ham B. Rồi câu 22 thì có bạn chọn B và có bạn chọn C. Có bạn chọn B và có bạn chọn C. Ok. Không ai chọn A hết. Rồi bây giờ mình sẽ nghe câu B, 22B trước ha. Mình sẽ nghe xem thử là có party diễn ra sớm. Đối với 2C là miss lots of party, đúng không? Đã bị lỡ rất là nhiều cái bữa tiệc. Còn B là bị mất rất là nhiều friends. Vậy mình xem thử giữa câu B và câu C bạn chọn gì. 2 of the friends I'd known since I was very sizes in the school gym to build my strength before lunch. Then later. Yes. It meant I couldn't go to things like parties because I had to get up so early. But I got used to that. Much harder was losing 2 of the friends I'd known since I. Rồi, yes, right. Các bạn sẽ nghe được cái từ gì đấy? Much harder. Đúng rồi, much harder. Very good. Ok, để lát nữa mình sẽ xem thử là có cái chỗ mà school trip và party early không nha. Much harder. Much harder was losing. Was losing two friends, đúng không? Two friends. Thì thật ra nếu như mà cái từ mà các bạn chỉ cần nghe được mỗi cái từ much harder thôi. She had to get up so early. Yes.
Yes, mình sẽ có được cái cụm đó. Dress so early, ok. Couldn't go things like party, đúng không? Xong rồi, bởi vì cô ấy làm gì? Phải dậy sớm. Nhưng mà các bạn quên mất giúp cô gọi cái từ này nữa nha. Đây, mình quay lại câu đó nha các bạn. Yes, it meant I couldn't go to things like parties because I had to get up so early. Rồi, bây giờ các bạn nghe cho cô cái từ đằng sau này là gì nha. But I got used to that. Rồi. Sao các bạn? Các bạn nghe được cái chỗ đó không? Nghe lại cái câu đó. But, đúng rồi. But, đúng rồi. Quan trọng là cái từ but, đúng không? But. Và như hôm bữa các bạn học, nếu như mà người ta đang nói ví dụ như là ồ, cô A thì tốt lắm, nhưng mà but, I like A, but it was nice, but I like gì đó, thì có nghĩa là cái đáp án đó có chọn hay không? Không chọn. Tôi rất là thích bạn, hoặc là tôi rất là thích đi chơi với bạn, nhưng tôi lại bận mất tiêu rồi. Như vậy các bạn có còn chọn cái đáp án là đi chơi với bạn mình nữa không? Không chọn. Vì vậy, cái câu party đó là các bạn sẽ không chọn nha. Nhớ, luôn luôn phải nhớ cho các bạn nha. Chứ không phải là mình vừa mới nghe tới một cái là mình chọn liền đâu. Nó sẽ có cái mà ví dụ cái đó giống như là cái bẫy dành cho các bạn á. Và ngoài ra thì mình sẽ còn có cái từ, đúng rồi, got used to. But I got used to. Đây, got used to. Thì got used to này, phiên mẫu của nó sẽ là get cho các bạn. Get used to. Nguyên mẫu của got này thì sẽ là get luôn. Đây, cô cho nó lên đây một xíu. Đó, nguyên mẫu của nó sẽ là get used to. Thì sau get used to này, các bạn sẽ cộng verb in giúp cô hả? Sau get used to có nghĩa là quen với. Tôi phải dậy sớm cho nên là tôi không thể đi những cái như là bữa tiệc được. Nhưng tôi đã quen với việc đó rồi. Tôi đã quen với việc đó rồi. Và cái điều đó không, Vicky không cảm thấy là khó khăn với cái vấn đề đó. But thì các bạn nhớ lưu ý cái từ but này hơn. Và quan trọng nhất ở đây, người ta có để cho các bạn cái từ much harder. Nhưng mà cái việc khó khăn nhất, nó cũng là một cái keywords như hồi nãy cô có nói với các bạn. Cô có nói với các bạn những cái từ như là much này, a lot này, đúng không? Từ đầu tiên á, chỉ mức độ như là much này, a lot này, hardly này, hoặc là never chẳng hạn, thì các bạn bắt buộc phải lưu ý. Thì nhưng mà cái khó khăn nhất đó chính là tôi đã mất đi hai người bạn. Vì vậy, đối với lại câu gì? Câu 22 các bạn sẽ chọn gì? Câu B. Câu 22 các bạn sẽ chọn giúp cô là câu B hả? Much harder. Rồi, qua tiếp câu 23 nha các bạn. Nhớ cái chỗ mà purpose này này nha các bạn nha. Tại vì khi mà các bạn nghe phần mà B1 á, nó hay bảy kiểu đó. Rồi, I like A, but. Đó, hay là thì có nghĩa là tôi có thích nữa không? Không, tôi không thích nữa. Hay là you are beautiful but, vậy bạn có nghĩa là bạn có đẹp nữa không? No. Đó là một cái cách từ chối lịch sự của các bạn, hoặc là một cái cách để mà mình không chọn á. Cho nên các bạn nhớ lưu ý những cái phần đó giúp cô. Rồi câu 23 nào các bạn. Mình sẽ nghe câu 23 ha. Much harder was losing two of the friends I'd known since I đó, much harder. I was very young because I couldn't go out much. That was tough. That was tough. Nó thật là xúc động. That was tough. Điều đó thật là xúc động. Điều đó thật là xúc động với tôi. Lấy xúc động cho ai đó. I also missed school trips to France, though I did get to go there later, so... Rồi, hồi nãy có một bạn nghe là I missed school trip. Đúng rồi, I missed school trip. Nhưng mà ở phía đằng sau thì người ta lại nói gì? Friends, though I did get go there later. I go there later. Tôi lỡ mất cái chuyến du lịch tới Pháp của trường, đúng không? Nhưng
tôi đã tới đó xong. Cho nên là cái này là không có vấn đề gì cả, đúng không? Câu A cho nên mình không có chọn câu A, bởi vì I go there later. So it didn't matter in the end. But đó. So it didn't matter in the end. Nó cũng chẳng có quan trọng gì, nó không có cái vấn đề gì cả. Didn't matter. Didn't matter. Chẳng có vấn đề gì cả. Rồi đó là câu 22. Giờ mình các bạn qua câu 23 giúp cô. You won a national competition. Yes. I was in the team that took first prize in the national finals. I always swam for enjoyment, so I was surprised to find myself holding up a cup. I hadn't swum that well in the semi-finals, so I guess the crowd were more interested in the other swimmers in my race. So that made it easier to do well. Of course, I'd trained hard too, but I always did. Rồi, câu 23, các bạn chọn gì đấy? Câu 23. 23A. Bà C. Rồi câu A và câu C thì nó sẽ trái ngược nghĩa với nhau, đúng không? Mà chỉ cần chứng minh được một câu đúng thôi thì không cần phải giải thích câu còn lại các bạn nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ nghe tiếp là câu A hoặc là câu C. Nghe lại phần này câu A hay là câu C nha. Nghe xem thử là các bạn nghe được từ nào để các bạn chọn cái câu đó. Team that took first prize in the national finals. I always swam for enjoyment, so I was surprised to find myself holding up a cup. Rồi, các bạn có nghe được từ nào không? Ở câu đó. I always swam. Mình sẽ có được là I always swam. Swam nha các bạn, always swam. Swam nó là quá khứ của swim á các bạn, swim, swam, swim á. Mà người ta còn ví dụ như bình thường đó là các bạn sẽ thấy được là always là mình sẽ hay sử dụng từ hiện tại đơn để nói về một vấn đề nào đó. Nhưng mà trong trường hợp này người ta lại sử dụng always với lại thì quá khứ như vậy để nhấn mạnh cái việc đó, cái việc mà người ta hay sử dụng đó, hay là cái một cái việc hoặc một cái hành động nào đó được sử dụng để nhấn mạnh hơn. Vậy nhấn mạnh ở đây cái gì? Nhấn mạnh ở đây cái niềm vui của cô ấy, enjoyment. Cái bơi là chỉ bởi vì là cô ấy cảm thấy thích thú và hưởng thụ mỗi lần cô ấy bơi mà thôi. Rồi ngoài ra thì cô ấy còn có cả surprise. Surprise vấn đề gì? Surprise rất là ngạc nhiên về cái việc mà cầm cái cúp của mình. Cô ấy nhận được cái cúp mà làm cho cô ấy rất là ngạc nhiên. Cô ấy chỉ bơi về một cách giống như là bản thân cô ấy thích. Cô ấy rất là thích thú với cái việc bơi lội và cô ấy cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nghe lại câu này nha. Much. That was tough. I also missed the team that took first prize in the national finals. I always swam for enjoyment, so I was surprised to find myself holding up a cup. Đó. Cho nên là đối với lại câu 23 thì mình vừa nghe được câu đó là các bạn sẽ chọn ngay câu gì? A, đúng rồi. Mình sẽ chọn ngay câu A các bạn ha. Cô ấy không mong đợi là mình sẽ thắng cái cuộc thi này bởi vì cô ấy thật sự đam mê với lại cái bơi lội. Đam mê với bơi lội chứ không có hứng thú với lại cái việc giải đó. Okay. Rồi câu B mình cũng không chọn. Câu B không chọn là bởi vì ở phía cuối á, khúc cuối các bạn sẽ nghe được cái phần này. Rồi các bạn nghe xem thử là câu cuối người ta nói. I hadn't swum that well in the semi-finals, so I guess the crowd were more interested in the other swimmers in my race. So that made it easier to do well. Of course I'd trained hard too, but I always did. Đó, mình nghe được cái gì đó các bạn nghe được cái gì? Of course là I train hard to. Tôi cũng phải huấn luyện rất là chăm chỉ, cực kỳ chăm chỉ. Nhưng but, đó, nó cũng là cái but đó các bạn có thấy không? But nên các bạn sẽ không chọn câu B. Nó cũng gần giống như là một cái mẹo để cho các bạn khi mà mình nghe thấy được cái keyword đó trong cái bài nghe. Nhưng ngay sau cái keyword đó có từ but liền là mình sẽ không chọn.
But I always did it. Cho nên là mình sẽ không gọi câu B ha. Thế bây giờ mình sẽ qua câu 24 nào các bạn. Câu 24 các bạn chọn gì? Rồi mình có nghe được gì không? Câu 24. A hoặc B, C. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nghe xem câu 24 các bạn chọn gì ha. And now you're a coach teaching other people. Yes, I've just done a qualification to be a coach. Rồi, vừa câu đầu tiên là các bạn sẽ nghe được cái gì? Nghe câu đầu tiên luôn. Easier to do well. Of course, I trained hard too, but I always did. And now you're a coach teaching other people. Yes, I've just done a qualification to be a coach. But passing on my own experience is how I can really help them. Đó, các bạn nghe được cái từ gì? Trong câu này các bạn nghe được cái từ gì? Qualification, đúng rồi. Mình có thể là yes of qualification, nhưng mà sau đó mình còn nghe được cái từ gì nữa? No. Sau cái từ qualification gì đó? Đúng rồi, nghe được từ but. Yes, very good. Như vậy đối với lại cái câu C mình có chọn không? No. Các bạn sẽ không chọn câu C hả? Mình sẽ không chọn câu C. Rồi, vậy chỉ còn câu A và câu B mà thôi. Các bạn chỉ còn câu A và câu B mà thôi. Nghe tiếp nha các bạn. And because I've both won and lost in competitions and recovered from that, it's something I can share with people. Đó. Winning isn't just about technique. Rồi câu cuối cùng các bạn nghe được cái gì? Nghe giúp cô câu cuối cùng. Passing on my own experience is how I can really help them. And because I've both won and lost in competitions and recovered from that, it's something I can share with people. Winning isn't just about technique. Rồi, câu này các bạn nghe được gì không? Nghe được từ nào không? Không nghe được từ nào hết hả các bạn? Not just about technique, yes. Quan trọng là các bạn phải nghe được cái phủ định của nó. Asian. Đây, mình sẽ có là winning isn't just about technique. Nghe lại câu đó cho cô nha. Easier to do well. Of course, I'd trained hard too, but I always did. And now you're a coach. Yes, I've just done a qualification to be a coach. But passing on my own experience is how I can really help them. And because I've both won and lost in competitions and recovered from that, it's something I can share with people. Winning isn't just about technique. Đó, các bạn nghe được câu đó chưa? Winning isn't just. Thay vì người ta chỉ nói là winning is just chẳng hạn, thì ở đây người ta sẽ dùng là winning isn't just about technique. Như vậy ở câu 24 mình sẽ chọn gì đây các bạn? Câu 24. Đúng rồi, câu 24 các bạn sẽ chọn câu A. Câu C mình không chọn là mình sẽ sử dụng, mình nghe được cái từ but cho nên các bạn sẽ không chọn. Câu B các bạn cũng không chọn là bởi vì người, cô này cô bảo gì? Chiến thắng không chỉ bởi vì kỹ thuật. Nó không chỉ bởi vì kỹ thuật isn't just. Cho nên các bạn cũng không chọn câu B. Vì vậy mình chỉ còn mỗi câu A mà thôi. Được chưa? Dùng phương pháp loại trừ. Rồi, qua câu 25 nào các bạn. Câu 25 các bạn chọn gì?
Câu 25 mình chọn gì đây các bạn? 25B. 25B. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nghe cả câu 25 nha. And you've taken up long distance swimming? Yes, just as a hobby. I mean, I do want to maintain my fitness levels, but that wasn't the main reason for choosing it. And long distance swimming in the sea isn't all fun. It can be hard work, but you do get to see some wonderful places, and that's what attracted me to it. Rồi, ở câu này các bạn nghe được cái gì các bạn? Ở câu này. Nghe câu đầu tiên ha. Levels, but that wasn't the main reason for choosing it. And lost in competitions and recovered from that. It's something I can. And you've taken up long distance swimming? Yes, just as a hobby. Rồi, just as a không phải là hobby đâu nha các bạn nha, mà cái này sẽ là hobby. Sở thích. Hobby chứ không phải là hobby đâu nha các bạn nha, nó là hobby. Rồi, nghe tiếp coi nè. I mean, I do want to maintain my fitness levels. Maintain my fitness level. But that wasn't the main reason for choosing it. Maintain my fitness. Levels, nay. I do want to maintain my fitness levels, but that wasn't the main. Đó, nhưng mấy bạn lại nghe thêm từ gì? But. Đó, lại nghe thêm từ but. Cho nên là mình sẽ không chọn câu gì? Không chọn câu A, rồi còn mỗi câu B và câu C. Các bạn lại nghe tiếp giúp cô. Main reason for choosing it. And long distance swimming in the sea isn't all fun. It... Rồi, câu đó các bạn nghe được không? Now, I do want to maintain my fitness levels, but that wasn't the main reason for choosing it. And long distance swimming in the sea isn't all fun. Nó sẽ là gì? Fun. Yes, trước đó cơ. Isn't all fun. Isn't all fun. Nó không hề vui một chút nào. Cho nên đối với lại yes, đối với lại câu này thì các bạn không chọn câu B được. Vì vậy ở câu 25 mình sẽ phải chọn câu gì? Câu C. Yes. Very good. Cho nên đối với lại những cái câu phủ định thì bắt buộc các bạn phải nghe thật kỹ. Isn't all fun. Đó, nghe lại cái khúc chỗ câu đó nha các bạn nghe. Reason for choosing it. And long distance swimming in the sea isn't all fun. It can. Đó, nghe chưa? Isn't all fun. Đó, câu 25. Vì vậy câu 25 mình sẽ chọn C. Hoặc là các bạn cũng có thể nghe câu cuối cùng để các bạn chọn C cũng được á. Be hard work, but you do get to see some wonderful places, and that's. Này, can be hard work, can be hard work. Rồi còn get to see some wonderful places. Long distance swimming? Yes, just as long distance swimming in the sea isn't all fun. It can be hard work, but you do get to see some wonderful places. And that's what attracted me to it. Okay. Đó là phần part 4. Vậy là mình đã xong phần test 2 rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ qua cái phần test 3. Rồi các bạn có hỏi gì về phần part 4 của test 2 không? Nếu không thì bây giờ mình sẽ qua phần part 1 của test 3. Rồi các bạn lật qua phần part 1 của test 3 giúp cô. Thì ở phần này hôm bữa các bạn cũng đã được học rồi đúng không? Là mình đã nói về học về cái phần này rồi, là người ta sẽ cho các bạn 7 câu cả thảy. Trong 7 câu này thì nó sẽ có 3 bức tranh. Và mỗi bức tranh đó đều xuất hiện trong đoạn hội thoại của họ. Đều xuất hiện trong đoạn hội thoại của họ. Mà quan trọng là các bạn phải nghe được xem thử là người ta chọn cái nào. Chọn cái bức tranh nào. Và trước khi các bạn
nghe thì đầu tiên các bạn phải underline the keywords ở question giúp cô ha. Gạch chân ở dưới câu hỏi. Gạch chân dưới câu hỏi cho cô, phải hiểu thật là kỹ nội dung câu hỏi nha các bạn. Sau đó rồi thì các bạn sẽ phải nhìn xuống cái bức tranh, ở ba bức tranh và guess đoán xem thử là những cái bức tranh này nó nói về gì. Nó nói về cái gì và tên tiếng Anh của nó là cái gì. Nó là cái gì hoặc nó là người nào hoặc là nó là nơi nào. Còn nếu mà ví dụ như các bạn thấy cả ba bức tranh dọc đều giống nhau thì các bạn phải lanh tay nhẹm, lẹ mắt để tìm ra được cái điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa ba bức tranh. Cho nên cái phần này á, nhìn thì nó có vẻ dễ đúng không? Nhưng mà thật ra là nó hơi bị rắc rối và hơi bị khó với các bạn. Bởi vì các bạn vừa phải nhìn tranh mà vừa phải guess thêm tự là cái bức tranh nó muốn nói cái gì. Và nhiều lúc thì người ta cũng sẽ sử dụng những cái từ đồng nghĩa. Các bạn hơi sử dụng những cái từ đồng nghĩa. Ví dụ như là từ trip chẳng hạn. Như là rẻ chẳng hạn. Trip mà người ta không sử dụng là trip. Mà người ta chỉ sử dụng là not expensive chẳng hạn. Thì bắt buộc các bạn cũng phải chọn, biết để mà chọn thì nó. Và nhớ áp dụng cái từ but cho cô nha. Rồi bây giờ qua câu số 1 nè các bạn. Ở câu số 1 mình sẽ có keyword ở câu số 1 là gì đây? Keyword ở câu số 1 là gì đây các bạn? Rồi mình sẽ có keyword của câu số 1. Ở phần này thì chắc là các bạn bật mic nói giúp cô nha. Để cô gọi tên. Sausage. Cô gọi tên cho nó nhanh đi. Trần Thị Thúy. Trần Thị Thúy hay Trần Thị Thủy á em? Trần Thị Thúy. Dạ. Ok. Keyword của câu số 1 là gì đây em? The boy bring. The boy nè. Bring nè. Rồi gì nữa? The barbecue nè. Rồi trước hết những cái từ đó mình còn có từ quan trọng nào nữa? What, đúng rồi, ok, thank you Thúy. Mình sẽ có what là 1 hả? Rồi boy là 2, bring là 3 và barbecue là 4. Và các bạn sẽ xem thử là chàng trai này sẽ mang cái gì đến với lại cái buổi barbecue đó. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn qua các bức tranh và các bạn sẽ đoán xem thử những bức tranh này bên tiếng Anh là gì. Tất cả những bức tranh này, ví dụ như các bạn ha. Ví dụ như ở bức tranh A, các bạn nhìn ra được nó là cái gì đó. Nó sẽ giống với cái gì? Sausage, yes. Nó có thể là một xúc xích hoặc nó còn có thể là gì nữa các bạn? Hoặc nó còn có thể là gì nữa? Nhìn thì nó có vẻ giống xúc xích rồi, nó còn giống cái gì nữa? Hot dog hả? Rồi, thôi cũng được. Hot dog rồi, nó còn có thể là gì nữa? Nó có thể là xúc xích hơn, hot dog hơn, rồi nó còn có thể là gì? Ví dụ như nhìn nó giống cái ổ gì các bạn? Nhìn nó giống cái ổ bánh mì, đúng không? Thì mình có thể là bread, bánh mì là bread, đúng rồi. Thì các bạn có thể là mường tượng ra baked rolls, yes. Hoặc bánh, cái bánh nướng cũng được, đúng rồi. Các bạn có thể mường tượng ra hết tất cả những cái gì mà có thể là nói được bằng tiếng Anh được. Các bạn phải làm thật là nhanh. Cậu như vừa nhìn vô một cái kêu. Bức tranh A chẳng hạn, à nó có thể là xúc xích nè, bánh mì nè, rồi bánh nướng nè. Các bạn cứ nghĩ hết, xúc xích là sausage nè, hoặc là hot dog nè, hoặc là bread nè, hoặc là baked cake nè chẳng hạn. Các bạn cứ nhìn ra hết tất cả cho cô. Để khi mà các bạn nghe thì các bạn sẽ biết được là đang muốn nói đến cái gì, được chưa? Và khi mà các bạn nghe thì cái lần thứ nhất các bạn nghe thì các bạn sẽ nghe cho cô xem thử là cái đó tiếng Anh trong cái bài nghe nó được gọi là cái gì. Ví dụ như mình sẽ có là ba đáp án để lựa chọn: sausage, hot dog hoặc là baked rolls như là bạn Đạt nói đúng không? Nhưng cái cô muốn các bạn dành lần thứ nhất để nghe xem bức tranh A trong bài người ta gọi đó là gì. Ví dụ như người ta gọi đó là hot dog chẳng hạn, hoặc gọi đó là sausage chẳng hạn, thì các bạn check ngâu vô sausage. Rồi lần thứ hai thì các bạn mới nghe để xem thử là họ chọn cái gì để mà họ mang theo. Thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Và nhớ là mình không bao giờ ngồi chống cằm để mà nghe hết nha các bạn nha. Rồi tương tự như vậy ở câu số 2.
Ở câu số 2 mình có keyword là gì đây? Rồi, câu số 2. Kiều Trinh. Câu số 2 ở trên câu hỏi Quang ơi. Kiều Trinh. Đinh Thị Kiều Trinh. Dạ em nghe cô. Rồi ok, cho nên câu số 2 mình có keyword là gì đây cô em? Which part? Part? The boy. Body. Body. Hurt. Hurt. Và? Và? Được cuối cùng. Now. Now, ok, thank you Trần. Đây là một cái từ khá là đúng rồi. Từ now, đây là một cái từ khá là quan trọng. Khá là quan trọng trong cái phần nghe của các bạn. Tại sao người ta lại để cái từ nào ở đây? Thì các bạn nhớ đặt câu hỏi. Huh. Cho nên là khi mà mình tìm keywords, mình cũng phải chú trọng đến cái từ nào này như các bạn nha. Bây giờ. Vậy các bạn sẽ phải nghe xem thử là bây giờ anh ấy đau ở đâu? Anh ấy đau ở headache, đúng rồi. Ở đầu, ở chỗ này là mắt cá, chân hay là ở trên vai? Đó, bây giờ hiện tại ankle, đúng rồi, đó là mắt cá chân, very good. Đó, end hoặc là cánh tay là end, armed đó em, armed đó, not hoặc em. Mình sẽ đổi cái y ngắn đó thành chữ R nha, armed là tay á hả? Hoặc là shoulder, đúng rồi. Đó, thì các bạn sẽ phải xem thử là cả ba cái bộ phận này của anh ấy đều bị thương và bị đau, nhưng quan trọng là nó bị đau ở đâu. Ngay tại thời điểm bây giờ thì anh ấy đau ở đâu. Thì lát nữa các bạn sẽ phải nghe hết. Rồi, số 3 nào các bạn. Câu số 3 cho cô keyword của câu số 3 nào. Đoàn Tuấn. Đoàn Tuấn. Tuấn ơi. Tuấn ơi. Alo. Đoàn Tuấn không có hả em? Chắc bữa sau mà cô gọi đến tên bạn nào mà không có nhé, thì chắc cô kích ra ngoài luôn quá. Lúc đó chắc là bạn đó sẽ tự biết để mà vô lại. Rồi, Diễm Trinh. Yes. Rồi, Diễm Trinh. Lê Thị Diễm Trinh. Dạ, yeah, thưa cô là từ what? What? Lại, visitor, see last. Đúng rồi, visitor và see last. Ok, very good. Thank you. What là một, huh? Visitor là hai, see là ba và last là bốn. Xem thử là những cái du khách này, họ nhìn thấy cái gì cuối cùng. Các bạn nhớ nha, cuối cùng nha các bạn nha. Last, huh? Đó, ba bức tranh, cố gắng mường tượng. Xem thử tiếng Anh, người ta sẽ gọi nó là cái gì. Rồi để lát nữa mà nghe lần thứ nhất xem thử là mình có đoán được đúng ba cái từ đó hay không. Rồi nghe lần thứ hai thì mình mới bắt đầu chọn các bạn. Rồi số 4 nào? Mình có keyword của số 4 là gì đây? Ngô Phương Linh. Dạ là từ where. Where, đúng rồi, gì nữa em? Là police. Police, đúng rồi. Catch, đúng rồi. Và cuối cùng là đúng rồi, zebra. Zebra, ha? Huh? Ok, thank you. Vậy mình sẽ có where là 1 nè, police là 2, catch là 3 và zebra là 4. Zebra thì các bạn có thể nhìn thấy hình và các bạn cũng đoán được. Đó có nghĩa là con ngựa vằn rồi, đúng không? Vậy các bạn sẽ xem thử là con ngựa vằn này nó đang ở vị trí nào? Nó đang ở cái nơi nào? Và cái nơi đó tiếng Anh là gì? Và cái quan trọng nhất là police bắt được con ngựa vằn ở đâu? Thì lát nữa các bạn sẽ phải nghe được ha. Rồi câu số 5 nào. Câu số 5 mình sẽ có keyword là gì đây? Ở Nguyễn Đức Thành. Cô là what? What? Được với lại giúp tôi đây. Đúng rồi. Và cuối cùng động từ là gì nữa Thành ơi? Dạ đúng.
Do, yes, thank you, very good. Vậy mình sẽ có keyword là câu what nè. The girl là 2, do là 3 và yesterday là 4. Thì các bạn sẽ xem thử là cô gái này đã làm gì vào ngày hôm qua. Và cái ý họ muốn nói về các hoạt động đúng không? Vậy câu A các bạn xem thử tiếng Anh là gì? Câu B tiếng Anh là gì? Và câu C tiếng Anh là gì? Và nhớ giúp cô rằng cả ba hoạt động này đều có trong bài đọc. Và quan trọng là cô ấy chọn cái nào. Rồi qua câu số 6 nè các bạn. Keyword của câu số 6 là gì đây? Ở Thanh Triều. Nguyễn Lê Thanh Triều. Nguyễn Lê Thanh Triều. Alo Thanh Triều. Chắc từ bữa sau nếu như mà cô gọi đến tên bạn nào mà không có bạn đó thì cô sẽ remove bạn đó ra nha các bạn. Cô sẽ xóa bạn đó ra khỏi lớp rồi bạn đó thích thì vô lại. Ok, thích thì vô lại, bật mic cho cô đi Triều ơi. Thích thì vô lại, còn không á hở thì sẽ remove. Alo Triều ơi. Rồi, đấy, dạ, cô sẽ gọi cho bạn khác. Dạ. Ok, good. Rồi, Tá Chính. Nguyễn Tá Chính. Dạ, em đây cô. Ok, okay. Cho cô từ. Dạ, từ khóa là quick. Computer game. Computer game. Limos. Cái gì Limos? À Limos. The Limos. Ok, thank you. Which computer game là 1 hả? Huh? Rồi The Girl là 2 và cuối cùng là Limos. Nhớ nha Vy nha. Đó là những cái keywords của các bạn. Thì các bạn sẽ xem thử là cả ba cái game này nó đều xuất hiện nhưng mà cô ấy thích nhất là cái gì? Thích nhất là cái gì nha. Rồi câu cuối cùng, câu số 7. Câu số 7. Hoàng Yến. Dạ thưa cô, là which sport? Yeah, which sport? Good. The boy do. The boy do. The first time holiday. First time. Đúng rồi, và cuối cùng là? Holiday. Đúng rồi, thank you, very good. Dạ, mình sẽ có là which sport nè, thể thao nào? Rồi, the boy, first time nha các bạn nha. Các bạn nhớ lưu ý giúp cô là first time. Lần đầu tiên mà các anh chàng này chơi cái môn thể thao này ở trong cái kỳ nghỉ của anh ấy là môn gì? Ok, rồi mường tượng ra nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe nha, nghe phần part 1. Nghe lần thứ nhất thì các bạn sẽ gửi cho cô là xem thử là mỗi bức hình tiếng Anh của nó là gì. Tới nghe lần thứ hai thì các bạn sẽ bắt đầu chọn giúp cô nhé. There are four parts to the test. You will hear each part twice. For each part of the test, there will be time for you to look through the questions and time for you to check your answers. Write your answers on the question paper. You will have 6 minutes at the end of the test to copy your answers onto the answer sheet. The recording will now be stopped. Please ask any questions now because you must not speak during the test. Nãy giờ họ mới đọc đề thôi các bạn. Now open your question paper and look at part 1. Rồi bây giờ tới part 1 này. Now we are ready to start. For each question, choose the correct answer. 1. What will the boy bring for the barbecue? Hi, it's Jack. Just phoning to see if I should bring anything for the barbecue. Mum's got some chicken she says we can have.
Chicken's everyone's favourite, so we've got loads, thanks. I could bring some burgers. Well, Anna's made about 20. Oh, that'll be plenty. How about some sausages? Hold on, I'll just look in the fridge. There aren't any left. Well, don't worry. We've probably got enough here. I could pick some up on my way over. It's no trouble. Well, if you don't mind. Sure, no problem. Now listen again. Hi, it's Jack. Just phoning to see if I should bring anything for the barbecue. Right. Mum's got some chicken she says we can have. Chicken's everyone's favourite, so we've got loads, thanks. I could bring some burgers. Well, Anna's made about 20. Oh, that'll be plenty. How about some sausages? Hold on, I'll just look in the fridge. There aren't any left. Well, don't worry. We've probably got enough here. I could pick some up on my way over. It's no trouble. Well, if you don't mind. Sure, no problem. Rồi, như vậy các bạn đã nghe xong hai lần ở câu số 1 hơn. Và câu số 1A là gì đây các bạn? Câu số 1A là gì? 1A ở trong bài á, thì người ta gọi đó là gì đó? Là gì á? Bức tranh A á, các bạn, ở xúc xích. Sausage ha, mình sẽ có A, mình sẽ có đó là sausage. Còn B là gì? Yes, there are B là ở bức tranh B á các bạn, tiếng Anh là gì? Tiếng Anh trong bài B. Yes, chicken. Và C. C là gì? Burger, yes. Okay, pizza? No, not pizza. Not pizza, just a burger. Yeah. Như vậy ở câu 1 các bạn sẽ chọn gì? B. B. A. 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 Okay, đối với lại câu số 1 á, không nhập bạn này chọn câu C hết đúng không? Cả mình chỉ còn là câu A và câu B. Câu B á thì các bạn sẽ nghe được ngay ở cái đoạn đầu từ tiên. Hi. It's Jack. Just phoning. How about some sausages? His favourite. So we've got loads. See if I should bring anything for the barbecue. Mum's got some chicken she says we can have. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ nghe được là Mum got some chicken, đúng không? Mum got some chicken. Chicken's everyone's favourite. So we've got loads, thanks. Đây, thanks. We got... Bạn sẽ nghe được tiếp là ở cái từ chicken này mình sẽ có là từ gì? Loads, thanks. Get loads. Get loads này có nghĩa là đã có quá nhiều rồi. Get loads này thì có nghĩa là đã có quá nhiều rồi các bạn nha. Đã có quá nhiều rồi và cảm ơn, vì vậy mình sẽ không chọn là chicken. Như vậy các bạn sẽ chọn giúp cô là câu gì? Câu A. Mình sẽ chọn câu A nha các bạn. Sausage. Sausages. Burger mình cũng sẽ không chọn hết, bởi vì là đã có người Anna đã làm cái burger này và Anna sẽ mang cái burger này rồi, cho nên the boy không có cần phải mang burger này nữa. Còn the boy muốn mang chicken, nhưng mà chicken này người ta đã có rất là nhiều get loads rồi, cho nên không cần mang chicken nữa. Vì vậy mình sẽ chọn câu A là sausage. Thì cái phần sausage này các bạn sẽ nghe được ở phía dưới. Ok, good. Rồi qua câu số 2 nào các bạn. I could bring some burgers or just look in the fridge. If you don't mind. Sure, no problem. Rồi, ở câu số 2 thì nghe lần đầu tiên các bạn nghe cho cô xem thử là bức tranh A, B, C tiếng Anh là gì nhé. 2. Which part of the boy's body hurts now? How are you?
I was walking on the ice last week and I wasn't really concentrating because I had a terrible headache. Anyway, I slipped and fell and I landed on my shoulder. At the time when I fell, my shoulder really hurt, but that pain soon wore off. I think maybe I damaged something a bit more serious in my ankle, though. I'm going to get my ankle checked at the doctor's because the pain still hasn't gone. Rồi, ở câu A, bức tranh A, đây là bệnh gì á các bạn? Còn anh ấy đau ở đâu? Ok, A trước nào? Rồi, A trước nào các bạn? A, bức tranh A là đau ở đâu đây? Tiếng Anh là gì? Bức tranh A đau ở đâu? Tiếng Anh là gì thì các bạn? Headache, đúng rồi. Mình sẽ có là headache. Rồi, ở bức tranh B là gì đây các bạn? Bức tranh B, tiếng Anh là gì? Anh ấy đau ở đâu đây? Ankle, đúng rồi, ankle. Mắc cá chân. Rồi, bức tranh C, anh ấy đau ở đâu? Shoulder, yes. Ankle. Rồi, bây giờ con muốn các bạn nghe lại lần thứ hai và xem thử là các bạn chọn đáp án nào. Và nhớ giúp cô là mình có từ now nha các bạn nha. Mình có từ now nha. Là bây giờ anh ấy đau ở đâu? Rồi nghe lại lần hai nè. Now listen again. How are you? I was walking on the ice last week and I wasn't really concentrating because I had a terrible headache. Anyway, I slipped and fell and I landed on my shoulder. At the time when I fell, my shoulder really hurt, but that pain soon wore off. I think maybe I damaged something a bit more serious in my ankle, though. I'm going to get my ankle checked at the doctor's because the pain still hasn't gone. Rồi, vậy giờ sau khi nghe xong rồi thì các bạn chọn đáp án nào? Go. Yes, that's right. Đúng rồi, câu B, very good. Ankle, bởi vì mình có từ gì? Still hasn't gone. Still hasn't gone. Cho nên đối với lại câu số 2 thì các bạn sẽ chọn cô là câu B. Nó dễ hơn đúng không? Nó dễ dàng hơn cho các bạn. Chứ không mà nếu mà các bạn nghe lần thứ nhất mà các bạn nghe hoài thì nó sẽ bị khó. Bây giờ các bạn cứ nghe lần thứ nhất, xác định xem thử cho cô là cái bức tranh A là gì, B là gì, C là gì. Và nghe lần thứ hai thì mình sẽ bắt đầu mình chọn. Rồi qua câu số 3 nè các bạn. Cũng tương tự như vậy nha. Câu số 3 lần thứ nhất, nghe xem cho cô là cái bức tranh ai xuất hiện trong bài với cái tên gọi là gì ha? 3. What will the visitors see last? Now everyone, follow me into the museum. This room is where the ancient jewelry is displayed. Some fantastic pieces here. And next door are paintings of rock stars by the artist Ben Soper. We'll visit that at the end of the tour for the talk I'm going to give you about them. But before that, I'll take you into the garden where you can have a look at the old racing car we've got there. It was generously given to us by a famous racing team when the museum was built. Rồi, nghe lần thứ nhất. Ở bức tranh A mình có là gì đây các bạn? Nghe lần thứ nhất ở bức tranh A là gì đây? Các bạn có nghe được không? Racing car, yes. Racing car, yeah, racing car. Rồi, ở bức tranh B. Viết thì có vẻ hơi khó, và các bạn nghe được người ta đọc cái từ, đọc đó, từ đó như thế nào, còn nhớ không? Đọc cái từ đó như thế nào? Bạn nào nhớ cách đọc của cái từ đó? Yes, that's right. Truly, very good. Ancient, surely.
trang sức các bạn ha, trang sức cổ xưa. Answer surely. Good. Vậy còn câu C, tên C là gì? Bức tranh C. Đúng rồi. Very good. Paintings of rock star. Okay. Very good. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe lại lần thứ hai và xem thử mình du khách sẽ xem cái gì cuối cùng nha các bạn nhé. Now listen again. Now everyone follow me into the museum. This room is where the ancient jewelry is displayed. Some fantastic pieces here. And next door are paintings of rock stars by the artist Ben Soper. We'll visit that at the end of the tour for the talk I'm going to give you about them. But before that, I'll take you into the garden where you can have a look at the old racing car we've got there. It was generously given to us by a famous racing team when the museum was built. Vậy các bạn chọn câu gì đây? Ba. Yes, easy. Okay, very good. Đúng rồi. Các bạn sẽ nghe được cái gì? Painting of the rockstar visit at the end of the store. Very good. Mình sẽ nghe được là visit at the end of oh, very good. Như vậy là câu số 3. Mình sẽ chọn câu C. Ok, very good. Rồi, tiếp theo qua câu số 4 nào các bạn. Where did the police catch the zebra? Con ngựa vàng ha. Rồi, cũng tương tự như vậy, các bạn nghe xem lần thứ nhất xem thử là những cái nơi mà con ngựa vàng đó đứng thì sẽ là gì trong tiếng Anh nha. À, trong bài nghe nha. Four. Where did the police catch the zebra? And finally, we have a story about a zebra which escaped from the local zoo this morning. Surprised motorists saw the animal walking down the side of the road during rush hour and reported it to the police, who followed it as it walked right through a shopping center and on down to the river. They succeeded in catching it when it stopped to eat some grass. The zebra is now back in the zoo and doesn't seem at all worried by its trip into town and the busy traffic it saw. Rồi, sau khi nghe lần thứ nhất ở bức tranh A thì nó ở đâu đây các bạn? Các bạn có nghe được không? Ở bức tranh A thì ở đâu đây? Không được hả? Không ai nghe được luôn. Yes, that's right. Chính xác hơn nữa, nó sẽ là walking down the road. Hoặc là các bạn có ghi mỗi từ the road không cũng được. Hoặc là các bạn ghi cái từ side of the road cũng được hả? Trong bài thì nó sẽ là side of the road. Walking down the side of the road. Very good. Vậy có be? Có be là ở đâu các bạn? Câu B có nghe được không các bạn? À, so sorry, cái này mới là câu B, mới là side of road nha các bạn nhé. Câu A thì sẽ là gì? Đúng rồi, shopping center. Very good. Shopping center. Yes. Câu B sẽ là side of road nè. Rồi, còn câu A thì là shopping center. Vậy câu C là gì? Zoo. Yes, that's right, river các bạn.
River. Ok. Rồi bây giờ cô muốn các bạn nghe lại lần thứ hai và xem thử cảnh sát bắt được con zebra này ở đâu. Đúng rồi, hoặc là near the river, đúng rồi. Không, các bạn không chọn là zoo được, biết tại sao không? Tại vì nó sổng chuồng mà các bạn. Nó sổng khỏi sở thú mà, và bây giờ cảnh sát bắt được nó. Thì làm sao mà cảnh sát bắt được tại sở thú được, đúng không? Cho nên mình không chọn zoo. Now listen again. And finally, we have a story about a zebra which escaped from the local zoo this morning. Surprised motorists saw the animal walking down the side of the road during rush hour and reported it to the police, who followed it as it walked right through a shopping center and on down to the river. They succeeded in catching it when it stopped to eat some grass. The zebra is now back in the zoo and doesn't seem at all worried by its trip into town and the busy traffic it saw. Rồi, vậy câu số 4 các bạn chọn gì đây? A, B hay C? Xem thử là cảnh sát bắt được ở đâu? Đúng rồi, very good. Cảnh sát sẽ bắt được ở river khi mà gì? Khi mà con ngựa này như thế nào đây? Dừng lại để ăn cỏ. Đúng rồi. When it stops, eat grass. Khi mà nó dừng lại để nó ăn cỏ thì cảnh sát mới bắt được. Cho nên các bạn sẽ chọn ít cô là câu 4, C. Câu 4, C các bạn ha. Rồi, tiếp theo qua câu số 5 nào. Cũng tương tự như vậy, nghe xem thử ba cái này trong bài này là gì vậy các bạn nha. Nghe lần thứ nhất nào. 5. What did the girl do yesterday? Did you have a good weekend? Yes, I went out with a couple of friends yesterday. Oh, where did you go? Well, they wanted either to see a movie or to go swimming. I said I'd rather go to the science museum, but they weren't so keen on the idea. Anyway, we tried to get into the pool, but there was a big swimming competition going on there, and by that time the film had already started. So I got what I wanted in the end, and it was fun actually. Rồi, sau khi nghe lần thứ nhất, vậy A thì sẽ là đi đâu đây các bạn? A. Mình sẽ có là tiếng Anh là gì đây? A trong bài. Đúng rồi. Các bạn phải ghi là go swimming nha. Rồi, B là gì? Trong bài, câu B là gì? B là gì đó các bạn? Cinema. Cinema? Okay. Yes, that's right. See a movie. Very good. See a movie. Và cuối cùng câu C, bức tranh C. Yes, that's right. Very good. Science museum. Okay. Rồi, rồi. Rồi bây giờ các bạn nghe lại lần thứ hai và xem thử cô này chọn đi đâu. Cuối cùng là cô ấy đi đâu. Cả ba cái hoạt động này cuối cùng là cô ấy đi đâu nha. Now listen again. Did you have a good weekend? Yes, I went out with a couple of friends yesterday. Oh, where did you go? Well, they wanted either to see a movie or to go swimming. I said I'd rather go to the science museum, but they weren't so keen on the idea. Anyway, we tried to get into the pool, but there was a big swimming competition going on there, and by that time the film had already started. So I got what I wanted in the end, and it was fun actually. Rồi, vậy nghe lần thứ hai ở câu 5 thì các bạn sẽ chọn gì? A, B, A, C? Yes, that's right. Đúng rồi. Very good.
câu A mình sẽ không chọn là bởi vì sao? Bởi vì khi mà người ta tới cái scroll screaming này rồi thì mình sẽ có cái gì? Big screaming. Mình không vô được là bởi vì người ta đang có screaming ở competition. Đúng rồi, with screaming competition. Rồi mình cũng không tới được cái C-movie là bởi vì... Đúng rồi, head on ready. Ui. Đây, cô sẽ cho cái này nó qua đây một chút nha các bạn. Bởi vì nó có head on ready started, nó đã chiếu rồi, vì vậy là mình sẽ chọn câu C. Mình sẽ chọn bức tranh C. Very good. Rồi, qua câu số 6 nè các bạn. Đi kịp chưa? Ok. Rồi, qua câu số 6 nào. Xem thử là tên của ba cái loại computer game này là gì nha. 6. Which computer game does the girl like most? Okay, here are this week's new computer games. Dance Moves teaches you how to dance. There's a great range of moves and a great choice of classic hits from the last 5 years. The only problem is knowing when to quit. Pet Project has a choice of baby zoo animals to care for. Although they're super cute, you'll quickly feel as though you've seen it all before. The last game is Cooking Star. It seems a nice choice for anyone who's passionate about food, but imaginary food has a limited attraction. Okay, vậy ở bức tranh A, game nó tên gì đó các bạn? Ở bức tranh ấy. Dancing, ok, cũng được. Dancing cũng được, mà thật ra nó sẽ là gì? Dance Move. Các bạn, đây là dancing cũng được. Mà tên của cái này gọi là Dance Move nha. Rồi, câu B nè các bạn. Câu B, các bạn nghe được câu B nó là gì? Bad project, very good. Bad project. Bad ở đây nghĩa là thú cưng các bạn ha. Rồi câu C nó sẽ là gì á các bạn? Game này nó là gì? Đúng rồi. Very good. Cooking Star. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe lại lần thứ hai cho cô và xem thử là cô này có thích chương trình nào nhất nha. Now listen again. Okay. Here are this week's new computer games. Dance Moves teaches you how to dance. There's a great range of moves and a great choice of classic hits from the last 5 years. The only problem is knowing when to quit. Pet Project has a choice of baby zoo animals to care for. Although they're super cute, you'll quickly feel as though you've seen it all before. The last game is Cooking Star. It seems a nice choice for anyone who's passionate about food. But imaginary food has a limited attraction. Rồi, như vậy ở câu số 6 các bạn sẽ chọn gì đây? C, A, A. A. Ok, rồi ở câu số 6. Mình sẽ có hai sự lựa chọn là C và A. Vậy mình sẽ coi trước về cái C nha. Đối với lại cái C thì các bạn nghe cái câu cuối cùng giúp cô. Choice of baby zoo animals to care for. Although they're super cute, you'll quickly feel as though you've seen it all before.
The last game is Cooking Star. It seems a nice choice for anyone who's passionate about food, but imaginary food has a limited attraction. Đây, ở câu C thì mình sẽ nghe được cái từ là limit gì các bạn? Các bạn có nghe được không? Limited, đúng rồi, very good. Limited attraction. Cho nên là mình sẽ không chọn câu C. Cho nên các bạn sẽ không chọn câu C giúp cô ha. Còn ở câu A thì nếu như mà các bạn nghe từ cái đầu tiên á, nghe được cái dòng đầu tiên thì các bạn sẽ nghe được cái là rage trains hoặc là rage choice. Đây, chủ yếu các bạn sẽ nghe được cái rage range này nè, hoặc là rage choice chẳng hạn. Okay. Knowing when to quit. Pet Project has a choice of baby out food, but imaginary food has a limited attraction. Great range of moves and a great choice of classic hits from the last 5 years. Okay, here are this week's new computer games. Dance Moves teaches you how to dance. There's a great range of moves and a great choice of classic hits from... Đó, great range of moves, đó là một cái bước di chuyển rất là tuyệt vời. Một cái great range, để cô ghi cho nó rõ ràng cho các bạn hơn. Rồi, move, đó. Đó là của câu A. Như vậy, đối với lại câu số 6, các bạn sẽ chọn cho cô là A. Đáp án A ha. Hay rồi. Rồi, qua câu số 7 nè các bạn, câu cuối cùng. Ở phần test part 1, câu số 7. Which sport did the boy do for the first time? Tương tự như vậy. Nghe lần thứ nhất, các bạn sẽ nghe cho cô xem thử là cái tên của cái môn thể thao đó là gì nha. The last 5 years. King Star. It seems a nice choice for anyone who's passionate about food, but imaginary food has a limited attraction. Seven. Which sport did the boy do for the first time on holiday? Hi, Pat. How was the holiday at the water sports center? Did you do lots of sailing? I did, yeah. I'm pleased I did a course last year. It meant I could go straight out on the water. And I was able to try windsurfing too. It's actually quite easy if you've already sailed. I just had to learn how to keep my balance. Did you do any other sports? Yeah, water skiing. My little brother was old enough to do it too this time, so he was really happy about that. Great. Rồi, như vậy ở cái A các bạn, môn thể thao A thì mình có tiếng Anh là gì? Trong bài hỏi có môn thể thao A là gì? Đúng rồi, very good, sailing. Còn B là gì đó các bạn? Water gì? Đúng rồi, very good, water skiing. Very good, water skiing. Nước ván nước. Còn C? C là gì á các bạn? Win gì? Win. Surfing, wing surfing nha, nghĩa là lướt ván buồm. Đúng rồi, very good. Lướt ván water skiing, có cái gạch ở ngay giữa các bạn. Water skiing có nghĩa là lướt ván nước, còn wing surfing là lướt ván buồm nha. Rồi bây giờ nghe lần thứ hai thì các bạn xem thử là lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì họ sẽ... anh chàng này ảnh đã chơi cái trò nào lần đầu tiên nha. Now listen again. Hi Pat, how was the holiday at the water sports center? Did you do lots of sailing? I did, yeah. I'm pleased I did a course last year. It meant I could go straight out on the water. And I was able to try windsurfing too. It's actually quite easy if you've already sailed. I just had to learn how to keep my balance.
Did you do any other sports? Yeah, water skiing. My little brother was old enough to do it too this time, so he was really happy about that. Great. Rồi, nghe lần thứ hai xong thì các bạn sẽ chọn đáp án nào? B. Em cười câu A hả? B. Hai bạn chọn câu B và một bạn chọn câu A ha. Thì các bạn phải chú ý giúp cô là cái lần đầu tiên cơ. Rồi nghe lại nha. Yeah, it meant I could learn how to keep my balance. Which sport did the boy do for the first time on holiday? Hi Pat. How was the holiday at the water sports center? Did you do lots of sailing? Rồi, đầu tiên là người ta đang nói về sailing. Người ta nói về sailing ha. Là câu A đấy. I did, yeah. I'm pleased I did a course last year. Oh, nhưng mà ở đây thì người ta làm gì đấy? Đã làm về last year. Cho nên là mình sẽ không chọn câu A. Dạ, còn câu B và câu C. It meant I could go straight out on the water. And I was able to try windsurfing too. Đó. It's actually quite easy if you've already sailed. I just had to learn how to keep my balance. Đó. Anh ấy đang muốn windsurfing. Rồi nếu như mà anh ấy đang muốn học cái windsurfing này, nếu mà các bạn đã học về cái môn sailing style là chèo buồm rồi thì các bạn có thể là thử cái môn windsurfing này được, bởi vì chỉ có keep balance thôi các bạn ha. Keep balance có nghĩa là giữ thăng bằng nha các bạn. Keep my balance. Đây mình sẽ có là keep my balance, nghĩa là giữ thăng bằng nha. Did you do any other sports? Yeah, water skiing. My little brother was old enough to do it too this time, so he... Rồi, các bạn phải nghe kỹ cái câu mà người ta nói hơn. Did you do any other sport? Bạn đã chơi cái môn thể thao khác chưa? Và người ta bảo là, yeah, water skiing. Vì vậy, đối với lại câu số 7 thì mình phải chọn câu C. Câu C nha các bạn nha. Thì là hai cái này là anh ấy đã chơi rồi. Anh ấy đã chơi rồi và bây giờ anh ấy đang muốn thử cái trò windsurfing này. Ok. Rồi, đó là câu số 7 mình đã xong cho part 1. Các bạn có muốn hỏi gì ở câu ở phần part 1 không? Nếu các bạn không hỏi gì ở phần part 1 thì mình sẽ qua phần part 2 các bạn nhé. Rồi các bạn qua phần part 2 giúp cô nào. Câu 6 chọn câu nào. Câu số 6 đây em, mình sẽ chọn câu A nha. Đây, thấy chưa? Câu số 6. Rồi, khi mà các bạn nghe thì mình sẽ thấy là Ray Graham moves đây. S giúp cô moves hoặc là ray choice đó. Thì mình ok thì mình sẽ chọn là câu số 6 A nha. Rồi còn bạn nào có câu hỏi nào nữa không các bạn? Muốn hỏi câu nào hoặc là các bạn không theo kịp câu nào thì các bạn cứ type lên hoặc các bạn cứ hỏi nha, không sao cả. Rồi nếu không nữa thì mình qua phần part 2 nè các bạn. Xong phần part 2 này là các bạn có thể nghỉ. Bạn nào mà đói quá, cảm thấy đói quá thì các bạn có thể vừa ăn vừa học nha. Chứ đừng có để đói quá rồi nó không vô được, thử không vô được đầu óc đâu các bạn.
đừng có xỉu giữ chừng lúc đang học là được. Rồi qua phần part 2. Thì ở cái phần part 2 này mình sẽ có từ 8, câu số 8 cho tới câu số 13 nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sẽ có 6 câu trong cái phần part 2 này. Và mỗi câu là một đoạn hội thoại riêng biệt. Mỗi câu là một đoạn hội thoại riêng biệt. Vì vậy, ở cái phần part 2 này, đầu tiên là các bạn phải hiểu được cái nội dung của cái đoạn hội thoại đó là đang muốn nói về cái gì, nói với ai và nói về cái gì. Rồi cái tiếp theo là các bạn sẽ phải underline the keywords nha. Các bạn sẽ phải underline the keywords of question và answer. Vậy ở phần này các bạn phải có hai cái yêu cầu. Thứ nhất là các bạn phải understand. Rồi. Rồi để cô ghi tiếng Việt đây. Rồi, ở cái này thì các bạn phải hiểu được cái nội dung của mỗi đoạn hội thoại. Từ câu số 8 cho tới câu số 13, xem thử là nói với ai và nói với nội dung như thế nào. Đó. Thì ở, hoặc là nói về cái đó như thế nào, hoặc nói cái gì. Nói ở đâu, nói như thế nào, nói cái gì thì các bạn sẽ phải hiểu được bằng cách là underline the keywords. Tiếp theo là các bạn sẽ phải gạch chân dưới từ khóa. Gạch chân ở dưới từ khóa nha các bạn. Mà gạch chân này thì các bạn sẽ gạch chân luôn cho cô cả hai. Vừa questions. Mà vừa answer. Được chưa? Đó là nhiệm vụ của các bạn ở cái phần part 2 này. Ok. Rồi bây giờ cô sẽ gọi tên nha. Để các bạn sẽ phải nói cho cô biết thứ nhất là câu bài số 8 này nói với ai và nói về cái gì. Nói tiếng Anh nha các bạn. Và keyword giúp cô ha, keyword ở mỗi câu hỏi và câu trả lời. Ok, rồi đầu tiên là câu số 8 nào. Câu số 8. Nguyễn Thị Thanh Lan, chờ Nguyễn Thị Thanh Lan vô tới 3 cái luôn hả em? Nguyễn Thị Thanh Lan. Dạ cô. Ok Lan. Rồi câu số 8 nào. Mình sẽ có keywords là gì đây Lan? Dạ the boys. The boys. Cho cô trước ở cái phần trên, câu trên trước. Đang câu này là đang nói về nội dung đây. Two friends. Yes. Hai người bạn nói về cái gì đây? Campsite, đúng rồi, ok, thank you. Hay hai là hai người bạn đang nói về campsite, nghĩa là cắm trại ngoài trời, các bạn ha, khu vực cắm trại. Ok, bây giờ mình qua câu hỏi nào, keyword câu hỏi. What? The boy. Like best. Yes, đúng rồi. What the boy like best, nghĩa là the boy sẽ thích, cậu con trai này sẽ thích cái cắm trại ở cái chỗ mà cắm trại đó, nhất là ở chỗ nào. Rồi, A mình có keyword là gì? Close. Đúng rồi, close beach nghĩa là gần biển. B. Lost people. His age. Đúng rồi, lost people, his age. Câu này thì có nghĩa là có nhiều người bằng tuổi với nhau các bạn nha, bằng tuổi với lại anh ấy. Và câu C. Activities free. Đúng rồi, là càng có hoạt động tự do. Ok, thank you Lan. Đó là câu số 8. Rồi khi mà cô với bạn vừa nói á, thì các bạn cũng vừa gạch chân ở phía dưới giúp cô nha. Vừa nói vừa gạch chân ở phía dưới luôn. Rồi qua câu số 9 nào các bạn. Câu số 9, Nguyễn Trần Minh Ngọc. Nguyễn Trần Minh Ngọc.
Nguyễn Trần Minh Ngọc. Dạ, mấy em không bật được cô. Ok, vậy thì giờ Ngọc nói với cô là cái keyword cũng được. Ngọc tap cho cô keyword đi Ngọc ơi. Ngọc cứ qua câu số 9 và tap keyword cho cô nha. Rồi cô sẽ gọi bạn ở câu số 10, xong lát nữa mình sẽ quay lại câu số 9. Xém là cô kích Ngọc ra khỏi rồi thấy không? Rồi, câu số 10 nào, bạn Phạm Duy Tường. Phạm Duy Tường. Dạ, có. Ok, cô Tường nói cho cô câu số 10 đi em. Dạ. Keyword. The boy. The boy telling. Đúng rồi, boy telling. Yeah. Yeah. About. Boy telling rock with ai? Boy telling với ai? With his friend. Đúng rồi, boy telling friend về. Rock camping trip. Đúng rồi, rock climbing trip. Anh boy này nói chuyện với anh ấy về cái chuyến đi leo núi của rock ha. Rồi tiếp. He feel. Trước he feel là gì? How. How, đúng rồi. Tiếp feel feel. Rồi. Đúng rồi, về it ha. It này là cái gì? It này nó chính là cái. Yeah, nó là rock đúng rồi. Climbing. Very good, rock climbing trip. Thì anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào về cái chuyến leo núi này? Rồi câu A mình có keyword là gì đấy? Grateful. Happy God. Đúng rồi, have for God. Grateful, have for God. Có nghĩa là anh ấy cảm thấy biết ơn về những cái sự giúp đỡ mà anh ấy nhận được. Anh ấy nhận được rất là nhiều giúp đỡ và anh ấy cảm thấy biết ơn về điều đó. Và câu B. Dạ là keyword của câu B. Yeah, satisfy. Đúng rồi, satisfy. His climbing. Đúng rồi, ok. Satisfy và climbing thì satisfy có nghĩa là hài lòng ha. Anh ấy hài lòng với lại cái chuyến lên núi bạn ấy. Rồi câu C. Yeah, là happen again. Again, yes, go again. Ok, thank you. Thank you em. Rồi, happen có nghĩa là hy vọng. Anh ấy hy vọng là anh ấy sẽ được đi lại lần nữa. Very good. Đó là câu số 10. Vẫn chưa xong hả Ngọc ơi? Rồi mình lại tiếp tục qua câu số 11 trong lúc chờ bạn Ngọc làm câu số 9 nha các bạn nha. Rồi câu số 11 nào. Thu ơi, Phan Thị Thu. Thu hay Thư? Dạ. Thu hay Thư đây em? Dạ Thu cô ơi. Hay Thu. Rồi câu số 11 nói cho cô, câu số 11 là Thu ơi. Dạ là two friends. Two friends. Talking. To play the guitar. Yeah, learn to play the guitar. Học, yeah. Nói về cái cách học chơi guitar là như thế nào. Ok, tiếp. Yeah, advice. Rồi, trước advice, ai advice? Yeah, the girl. Girl, rồi đến advice. Advice ai? Yeah, boy. Đúng rồi, đó là keyword dành cho mình. Girl, advice, boy, advice có nghĩa là khuyên nha các bạn nha. Rồi, câu A nào? Yeah, practice. Đúng rồi, practice. Rồi gì nữa? Often. More often, yes, practice. Nghĩa là mình sẽ luyện tập nhiều hơn. Rồi, câu B? Yeah, play. Play, yes. Rồi tiếp? Yeah, of style. Yes, variety of style. Nó có nghĩa là mình sẽ chơi rất là nhiều phong cách, đa dạng phong cách nha. Rồi câu C. Yeah, listen. Listen. The best. Best. Guitar. Yes, guitarist. Guitarist, huh? Okay, thank you, Thu. Yeah.
Rồi listen the best guitarist thì nó sẽ có nghĩa là nghe cái người chơi guitar giỏi nhất, nghe những cái clip hoặc là những cái cách mà người chơi guitar giỏi nhất họ chơi như thế nào thì mình sẽ học tập bằng cái đó. Rồi mình sẽ quay lại câu số 9 mà Ngọc vừa mới đưa kết quả cho cô ha. Câu số 9 mình có two friends. Rồi two friends nói về cái gì? Talking, nói về homework. Two friends nói về homework. Rồi tiếp theo, girl think, cô gái nghĩ. Homework thì việc làm cái bài tập, do homework nha các bạn nhé. Do homework là làm bài tập. With friend, với bạn của mình thì như thế nào? Cái việc làm bài tập với bạn của mình thì như thế nào? Thì cô gái nghĩ như thế nào? Rồi, Ngọc ơi, câu A, B, C chưa nha Ngọc. Rồi, câu A, fun, nghĩa là vui nha các bạn. B, have concentration. Concentration có nghĩa là giúp tập trung hơn nha. Tập trung hơn, concentration. Và câu C, take là 1 nè, longer là 2, do là 3 và along là 4. Thì mình sẽ có từ quan trọng ở đây nữa, đó chính là từ done. Take longer than along có nghĩa là khi mà các bạn làm bài tập với bạn của mình thì cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn rất là nhiều so với khi mà các bạn tự làm bài tập một mình. Đó, câu C nó là như vậy. Rồi câu số 11 rồi, bây giờ mình sẽ qua câu số 12 nè các bạn. Câu số 12. Võ Lê Quỳnh Trang. Võ Lê Quỳnh Trang, câu số 12. Võ Lê Quỳnh Trang. Trang ơi. Võ Lê Quỳnh Trang. Gì vậy? Võ Lê Quỳnh Trang. Đây rồi đúng không? Ví dụ như mà bữa sau các bạn mà có học cô nữa mà thấy ví dụ như đang học xong rồi mình bị out ra thì các bạn vô lại nha. Kêu gì vậy ta? Rồi, bạn tiếp theo nào. Trần Đình Quang. Trần Đình Quang. Ok Quang. Quang ơi. Cô thấy Quang bật mic nhưng mà cô vẫn chưa nghe được cái tiếng nói của mình đó Quang ơi. You will two friends. Mình chỉ cần có là two friends thôi. Rồi two friends, hai bạn này thì nói về cái gì đấy? Là a book. A book, they read. They have read, đúng rồi. Two friends, the book they have read, nghĩa là hai người bạn này đang nói về cái cuốn sách mà họ đọc. Rồi câu A. À tiếp theo, quên trước khi. They agree. Agree, ok, thank you, agree. Nghĩa là đồng ý, họ đồng ý với điều gì? A. Lot of action. Đúng rồi, lot of action, nghĩa là có quá nhiều hành động ở trong đó. B. Realistic character. Character, ok, realistic character có nghĩa là khi mà các bạn đọc cuốn sách này sẽ làm cho các bạn liên tưởng tới cái người thật ở ngoài á. Cái người thật ở ngoài hoặc là liên tưởng tới một ai đó ở phía ở ngoài. Chẳng hạn một nhân vật ở ngoài, một nhân vật có thật chẳng hạn. Rồi câu C. Unexpected ending. Ok, thank you Quang. Unexpected ending.
expected ending này thì nó sẽ có nghĩa là nó nghĩa là một cái kết cục không mong đợi ha. Rồi tiếp câu 13 nào các bạn. Câu 13 Vũ Thị Trâm Anh. Vũ Thị. Dạ. Rồi. Two friends. Talking nha, mình sẽ gọi talking với cô nha. Dạ. Yeah. Nói về cái gì? Dạ, concert. Đúng đây rồi, concert. Rồi, nói về concert have been. Ok, có nghĩa là hai người bạn này đang nói về cái buổi hòa nhạc mà họ tới. Tiếp. Dạ. Trước câu này thì nó là gì? Dạ. Trước câu ấy. Trong cái câu mà Jay agree that trong anh thì mình sẽ chọn từ này làm từ khóa. Dạ, cô nói lại được không ạ? Trong cái câu they agree that thì em sẽ chọn từ nào là từ chính? Dạ, agree ạ. Đúng rồi, agree. Rồi tiếp nào. Câu ấy. Dạ. Câu ấy. Dạ. Trong những cái từ the organization was poor thì mình sẽ có từ nào? Sẽ không hiểu nghĩa của con. Đúng rồi, organization là một, rồi từ nào nữa? Dạ, poor. Đúng rồi, poor. Organization was poor này thì nó sẽ có nghĩa là cái cách tổ chức thì rất là nghèo nàn hoặc là thiếu thốn nha các bạn nhé. Hoặc là không tốt chẳng hạn. Rồi câu B. Dạ, the đúng rồi, performance, yes, là cuộc biểu diễn. Rồi tiếp. Dạ. Good. Good, đúng rồi, performance, good có nghĩa là cuộc biểu diễn này thì rất là tốt. Màn trình diễn này rất là tốt. Rồi có C. Dạ, ticker. Tickets, đúng rồi, vé. Rồi như thế nào nữa? Dạ, expensive. Đúng rồi, expensive. Very good, thank you, Trang Anh. Rồi, ticket were expensive thì có nghĩa là vé rất là mắc. Ok. Như vậy là các bạn đã tìm được cái keyword rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe nha các bạn nha. Cũng tương tự như vậy, nghe lần thứ nhất và lần thứ hai. Nghe lần thứ nhất thì cô muốn các bạn là ghi những cái keywords nha. Các bạn sẽ nghe ghi những cái keywords và nghe lần thứ hai thì các bạn sẽ chọn nha. Now turn to part 2. Questions 8 to 13. For each question, choose the correct answer. 8. You will hear two friends talking about a campsite they have been to. So, how did you like the campsite? Brilliant. Thanks for telling my dad about it. It's got everything. Shops, swimming pool, games room, and a beautiful beach 5 minutes away. I knew you'd love that. The pool's good enough for me. I had the best time ever, so much to do. When we first got there, I felt a bit lost, but then I started hanging out with loads of other teenagers. That's why I'd go back any day. In other camps, you don't get that sort of crowd. I remember one where it was mostly families with little kids. I know what you mean. Now listen again. So, how did you like the campsite? Brilliant. Thanks for telling my dad about it.
It's got everything. Shops, swimming pool, games room, and a beautiful beach 5 minutes away. I knew you'd love that. The pool's good enough for me. I had the best time ever. So much to do. When we first got there, I felt a bit lost. But then I started hanging out with loads of other teenagers. That's why I'd go back any day. In other camps, you don't get that sort of crowd. I remember one where it was mostly families with little kids. I know what you mean. Rồi, câu số 8, các bạn chọn câu nào nè? A, B và C. B. Một bạn thôi. K, B. C, B. Yes, any day. Yep. Rồi các bạn nghe được cái từ nào để mà mình chọn? Any day mà chọn activity were free thì nó vẫn chưa đủ đâu luôn ơi. Còn nếu mà câu B thì các bạn nghe được từ nào? Ok, rồi các bạn nghe. Best time ever, teenager. Ok, very good. Rồi các bạn nghe lại cho cô cái câu này nha. Teenagers. That's why I'd go back any day. Brilliant. Thanks for telling my dad about it. It's got everything. Shops, swimming pool, games room, and a beautiful beach 5 minutes away. I knew you'd love that. The pool's good enough for me. I had the best time ever. So much to do. When we first got there, I felt a bit lost. But then I started hanging out with loads of other teenagers. Rồi, câu này. Đó, cái câu vừa đó. Đúng rồi, teenager, mà trước cái teenager nữa. Yes, trước cái teenager thì các bạn sẽ nghe được a lot, yes. Much time to do. No. Đối với lại các bạn trước teenager thì các bạn sẽ nghe được cái gọi là static nè. Cái từ này lúc nãy cô đã cho các bạn rồi. Hang out. Static hanging out with loads of other teenager. Đây, mình sẽ nghe được câu này loads of, có nghĩa là rất là nhiều, hàng đóng luôn, rất là nhiều. Loads of có nghĩa là rất là nhiều nha các bạn nha. Và khi mà xong câu này rồi đó, thì các bạn lại nghe được cái câu là That's why I go back any day. Đó, bây giờ mới là that's why I go back nè. Go back any day, nghĩa là bởi vì có rất là nhiều cái cùng trang lứa, có thể đi ra ngoài cùng trang lứa, cho nên đó là lý do mà tôi sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Cho nên đối với lại câu số 8, các bạn sẽ chọn câu B. Được chưa? Rồi, qua câu số 9 nào các bạn. That's why I'd go back any day. In other camps, you don't get that sort of crowd. I remember one where it was mostly families with little kids. I know what you mean. Rồi, qua câu số 9 nha. Xem thử là cô gái này nghĩ là cái việc làm thêm bài tập với bạn của mình thì như thế nào? 9. You will hear two friends talking about homework. I've got a friend who wants us to do homework together. I'm not sure it's a good idea. Well, I've tried it and it works for me, depending on the subject. But if it's something you really need to concentrate on, then you're better off on your own. I suppose it would make it less boring, having a few laughs and some jokes here and there. That's exactly it. And you can do it in half the time it takes you on your own, because you're helping each other. Rồi, nghe lại nha. Now listen again. I've got a friend who wants us to do homework together.
I'm not sure it's a good idea. Well, I've tried it and it works for me, depending on the subject. But if it's something you really need to concentrate on, then you're better off on your own. I suppose it would make it less boring, having a few laughs and some jokes here and there. That's exactly it. And you can do it in half the time it takes you on your own, because you're helping each other. Rồi, vậy câu số 9 các bạn chọn gì? B. B. Rồi đa số các bạn đều chọn B hết đúng không? Các bạn đều chọn B là bởi vì các bạn nghe được cái từ concentrate on đúng không? Nhưng mà các bạn lại quên mất nghe cái vế ở đằng sau cái từ đó. Mình đã nói là một cái bẫy các bạn. Mình đã biết cái bẫy này rồi nhưng mà tại sao mình vẫn vô? Rồi có một bạn chọn C. Rồi cô sẽ cho các bạn nghe lại cái B nè. Thì các bạn sẽ biết được. So me, depending on the subject. But if it's something you... Đây, chuẩn bị nha. Really need to concentrate on, then you're better off on your own. Đây, ở câu B, các bạn sẽ thấy được, nghe được cái câu là then you're better. Off on your own. Thì các bạn hiểu như thế nào về cái câu này? Then you're better off on your own. Có nghĩa là đúng rồi, tốt hơn là bạn làm một mình. Tốt hơn là bạn làm một mình. Có nghĩa là nếu như mà các bạn muốn có sự tập trung, concentration on, nếu các bạn muốn có sự tập trung khi mà làm bài tập đó, thì các bạn thề các bạn làm một mình thì hơn. Đó, cho nên là các bạn sẽ không chọn được câu B. Rồi qua câu C để xem thử chọn câu C có đúng không nha. I suppose it would make it less boring, having a few laughs and some jokes here and there. That's exactly it. And you can do it in half the time it takes you on your own. Đó. And I can do... Đây. Đây là... Do it in half the time. Có nghĩa là... Do it in half the time. Có nghĩa là khi mà các bạn làm bài tập này với bạn của mình á, thì các bạn làm nó chỉ trong một nửa thời gian thôi. Còn câu C thì nó lại có nghĩa là các bạn sẽ làm nó dài hơn rất là nhiều so với lúc các bạn làm một mình. Vì vậy mình cũng sẽ không chọn câu C. Và câu số 9 các bạn sẽ chọn giúp cô là câu A. Được chưa? Và thật ra chỗ câu A là nó có câu cho các bạn luôn á. Đây. Ở câu A. Chỗ, từ cái chỗ mà I suppose á nha các bạn nha. I suppose á. So me, depending on the subject. But if it's something you really need to concentrate on, then you're better off on your own. I suppose it would make it less boring. Đây, I suppose này, suppose này nó có nghĩa là gì? Tôi tưởng rằng. Suppose, tôi tưởng rằng nó như thế nào? Less boring. Less boring là một nè. Rồi tôi còn tưởng rằng cái gì nữa? That's exactly it. And you... Now listen again. It wants us to do homework together. I'm not sure it's a good idea. Well, I've tried it and it works for me, depending on the subject. But if it's something you really need to concentrate on, then you're better off on your own. I suppose it would make it less boring, having a few laughs. Đó, rồi tiếp. Having a few laughs. À, ít chán hơn, có nhiều tiếng cười hơn. And some jokes here and there. And some joke. Và có nhiều niềm vui hơn. Và bạn nữ sẽ trả lời là That's exactly it. That's exactly.
Bạn nữ sẽ trả lời là that's exactly, chính xác là như vậy. Vì vậy câu số 9 các bạn sẽ chọn câu ai. Rồi, qua câu số 10 nào các bạn. Mình sẽ nghe câu số 10 nhé. And you can do it in half the time it takes you on your own because you're helping each other. Ten. You will hear a boy telling his friend about a rock climbing trip. So, how did your rock climbing trip go? It was harder than I expected. It's all very well climbing on an indoor climbing wall. I've always been pretty pleased with the way I've climbed there, but out on real rocks in the hills, it's a lot scarier. You need to have someone with you who's got a lot of experience, who can tell you what to do or give advice. I can imagine. I'm looking forward to having another try, though. But next time, I'll tell whoever I'm with that I need support. Now listen again. So, how did your rock climbing trip go? It was harder than I expected. It's all very well climbing on an indoor climbing wall. I've always been pretty pleased with the way I've climbed there, but out on real rocks in the hills, it's a lot scarier. You need to have someone with you who's got a lot of experience, who can tell you what to do or give advice. I can imagine. I'm looking forward to having another try, though. But next time, I'll tell whoever I'm with that I need support. Rồi câu số 10 các bạn chọn gì nào? Câu số 10. Ấy. Sí. I see. Ok. I và see. See, đúng rồi. Thật ra hoặc là các bạn chỉ cần nghe một câu thôi là các bạn có thể chọn được cái đáp án luôn á các bạn. Have someone with you who's got a lot of experience, who can tell you what to do or give advice. I can imagine. I'm looking forward to having another try though. Đây. Nghe được câu gì đây? Các bạn sẽ được nghe câu. Hắm. Đúng rồi, I'm looking forward to having. Sau looking forward to, các bạn nhớ cộng với verb in giúp cô hả? Having another try. Đấy, chỉ cần nghe được câu này thôi là các bạn sẽ chọn được câu gì? C. Là mình sẽ chọn được câu C. Very good. Tôi rất là mong chờ cho cái lần thử tiếp theo, lần thử tiếp theo ha. Very good. Rồi, tiếp câu số 11 nào các bạn. But next time I'll tell whoever I'm with that I need support. Eleven. You will hear two friends talking about learning to play the guitar. Wow, it's so hard to get any better at the guitar. It feels like I'm not making any progress. Well, you seem to spend a lot of time practicing. I don't see how you could do much more. Don't you think it's better to focus on one type of music rather than on lots of different types? I don't know. Maybe it's good to go for lots of different ones. Well, anyway, you ought to pay attention to the really top players. They've been along the same path that you're on. Just notice how they do things. I think I'd do that already, really. Now listen again. Wow, it's so hard to get any better at the guitar. It feels like I'm not making any progress. Well, you seem to spend a lot of time practicing. I don't see how you could do much more. Don't you think it's better to focus on one type of music rather than on lots of different types? I don't know. Maybe it's good to go for lots of different ones. Well, anyway, you ought to pay attention to the really top players. They've been along the same path that you're on.
Just notice how they do things. I think I do that already, really. Rồi, câu số 11 các bạn chọn gì nào? See? 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 Yes. Very good. Vậy các bạn nghe được gì thì các bạn chọn see nào? Đây các bạn, tough, yes. Very good, tough. See, đây là đáp án chính xác. Mình sẽ nghe được cái phần top players. They've been along the same path that you to get any better at the guitar. It feels like I'm not making any progress. Well, you seem to spend a lot of time practicing. I don't see how you could do much more. Maybe it's good to go for lots of different ones. Well, anyway, you ought to pay attention to the really top players. Đây, you ought to. You ought to. Ought to này nó sẽ đồng nghĩa với lại từ must hoặc là từ have to các bạn nhé. Đều có nghĩa là phải, bắt buộc. Ought to pay attention. Pay attention thì nó sẽ nghĩa là chú ý. Đúng rồi, to top player. Pay attention thì pay attention này nó sẽ đồng nghĩa với lại cái từ concentrate on cũng được. Pay attention to really, to the really top player. Very good. Cho nên câu số 11 mình sẽ chọn câu C. Very good. Rồi qua câu số 12 nào các bạn. Rồi câu số 12 nha. Nghe xem thử là họ đồng ý với cái gì đối với lại cái cuốn sách mà họ vừa mới đọc. They've been along the same path that you're on. Just notice how they do things. I think I do that already, really. Twelve. You will hear two friends talking about a book they've read. I've just finished reading that book. It's brilliant. So much happens. It's exciting all the way through. Yeah, though it does get slower in the middle when the hero, Alan, is trying to decide whether to tell his mum about the baby lion he found. Alan's personality seems really true to life. And so does his mum's, like the way she reacts when he tells her all about it. I know what you mean. It reminds me of my mum and me. I never thought she'd let him keep the lion, though. That was a nice surprise. I kind of thought that might happen, actually. Now listen again. I've just finished reading that book. It's brilliant. So much happens. It's exciting all the way through. Yeah, though it does get slower in the middle when the hero, Alan, is trying to decide whether to tell his mum about the baby lion he found. Alan's personality seems really true to life. And so does his mum's, like the way she reacts when he tells her all about it. I know what you mean. It reminds me of my mum and me. I never thought she'd let him keep the lion, though. That was a nice surprise. I kind of thought that might happen, actually. Rồi, câu số 12, các bạn chọn gì nào? B. B. Good. C. K. Rồi câu nếu mà câu B thì các bạn nghe được gì? Còn câu C thì các bạn nghe được gì? Remind, yes. Dạ em lụi hả? Đúng rồi, very good. Mình sẽ chọn câu B nha các bạn nha. Và các bạn sẽ nghe được câu là re, it reminds me of my mum and me. Nó làm tôi liên tưởng tới tôi và mẹ của tôi. Yes. Còn câu C, thật ra câu C thì lúc đó các bạn sẽ có là nice surprise. Nó thật là một cái ngạc nhiên rất là dễ thương, thì nó sẽ không phải là unexpected đâu hả? Nice surprise. Đó, giờ cô muốn các bạn nghe lại cái câu it reminds me nha.
That was a nice surprise. I kind of thought that Alan's personality seems really true to life. And so does his mum's, like the way she reacts when he tells her all about it. I know what you mean. It reminds me of my mum and me. Yeah, it reminds me of my mum and me. Đó là cho nên câu số 12 các bạn sẽ chọn câu B. Very good. Rồi, giờ qua câu 13 nào các bạn. Câu cuối cùng rồi, cố lên. Câu số 13 nha. I never thought she'd let him keep the lion, though. That was a nice surprise. I kind of thought that might happen, actually. You will hear two friends talking about a concert they've been to. What a great concert! I listened to that band a lot, but I'd never seen them live before. Me neither. But why didn't they play their greatest hits, especially if you think what we paid to get in? I liked what they did, though. As for the price, it was definitely more than I'd normally be willing to pay. And the organisers didn't do a very good job. It was awful waiting so long for the main act to start. Don't blame the organisers. It's simply that the band hadn't arrived. There was nothing they could do about that. Rồi, câu số 13 các bạn chọn gì đây các bạn? Câu số 13. B hoặc C? C. Ok, mình có... Ok, các bạn nghe được cái gì để các bạn không chọn câu B? Mình nghe được cái gì để mình không chọn câu B? Câu A sai, yes. Câu A sai à? Don't blame, ok. Câu B, mình nghe được cái gì á các bạn? Dạ, yeah, don't blame, đúng rồi. Don't blame about the organization, đúng rồi. Don't blame. Ở câu A mình sẽ không chọn là bởi vì bên này thì người... Đây mà các bạn sử dụng cái từ they agree, có nghĩa là các bạn phải tìm một cái ý kiến chung của cả hai người thì các bạn mới chọn được. Còn có A, một người thì đổ thừa cho organize, còn người kia thì nói là don't claim. Don't claim này chỉ có nghĩa là đừng có đổ lỗi, đừng đổ lỗi ha. Còn câu B thì ngay ở đầu tiên luôn. For waiting so long for the main act to start. What a great concert. Đó, các bạn nghe được không? Ngay câu đầu tiên luôn. What a great concert! I listened to that band a lot, but I'd never seen them live before. Me neither. But why didn't they play their greatest hits, especially if you think what we paid to get in? I liked... Thì ở đây họ là người ta nói cái cuộc trình diễn thì rất là tốt, nhưng mà tại sao họ lại không why they play the greatest hits? Greatest hits. Đúng rồi, what a great concert. A great concert, nhưng mà lại là họ lại phàn nàn về why, but nè hả? Why didn't they play the greatest piece? Tuy là buổi trình diễn rất là tốt, nhưng mà tại sao họ lại không có trình diễn cái bản hit? Cho nên là mình vẫn không chọn câu B. Vì vậy, với phương pháp loại trừ thì các bạn sẽ chọn cô là câu C. Ok, very good. Ok, very good. Rồi. Vậy là mình đã xong rồi các bạn hớ. Câu 11. Câu 11 mình chọn C nha em nha. Câu 11 chọn C.
Và các bạn xem thử là mình có hỏi gì về bài học ngày hôm nay hay không. Nếu như mà mình không hỏi gì thì mình sẽ dừng ở đây nha các bạn nha. Và tương tự như vậy thì sau này cứ mỗi lần mà trước khi vô học á, thì nếu như mà các bạn thấy ở cái phần thông báo có cái link truy cập mới và có các bạn nhớ xem cái ngày truy cập nữa các bạn nha, thì các bạn nhớ nhấp vào cái phần truy cập đó, chứ đừng có nhấp vô cái link ở trên đầu trang nha các bạn nha. Ok, thank you. Ok, Ngọc. Hết cô ơi, tạch hết. Sao mà tạch hết được? Chưa tạch hết được đâu. Chưa thi mà đã kêu tạch rồi. Khổ. Rồi các bạn xem có hỏi gì? Câu 13 cho em hỏi lại đáp án. Câu 13. Câu 13C em nha. Câu 13C.